Rồi. Giờ chúng ta vào trong cái tổn thương thận cấp tính. Thì tổn thương thận cấp tính nó được đặc trưng bởi cái gì? Đó là cái sự giảm một cách rất là đột ngột cái chức năng thận trong một khoảng thời gian ngắn, ha, vài giờ, vài ngày gì đó. Không. Thì nó dẫn đến cái trường hợp là gì? Vì thận là cái nơi mà nó để thải trừ, đúng không? Nơi là mà nó để thải trừ những cái giống như là những chất cặn bã, những chất thải trong cơ thể chúng ta, đúng không? Đấy. Cho nên là khi giảm một cách đột ngột cái chức năng thận thì nó sẽ dẫn đến là tích tụ những cái chất thải này, và chủ yếu ví dụ như là những cái ure, ha, ure là những cái sản phẩm thoái biến gần như là cuối cùng của cái protein đó, hay là những cái quy trình khác. Đấy. Và cái quan trọng của thận đó chính là cái vai trò về cái duy trì nước và điện giải, ha, duy trì nước và điện giải. Bữa mình nói đó, và cái thăng bằng axit và bazơ, đó vai trò rất là quan trọng. Cho nên là khi mà nó thay đổi, giảm đột ngột cái chức năng này thì nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái biến chứng ở phía sau, những cái biến chứng ở phía sau liên quan tới những cái rối loạn mà việc suy giảm chức năng này nó gây ra đó, ha. Mà hôm bữa cũng có nói trong cái bài rối loạn cân bằng nước và điện giải rồi đó, thấy không? Rối loạn những cái ion đó thì nó gây ra cái gì? Đây. Thì cái tổn thương thận cấp thì người ta trước đây người ta định nghĩa là cái sự thay đổi về cái creatinine huyết thanh, ha, creatinine huyết thanh, cái nồng độ creatinine huyết thanh có nghĩa là nó tăng hơn so với bình thường là khoảng bao nhiêu, tăng hơn so với bình thường là khoảng bao nhiêu. Ví dụ như là ở bình thường nếu như mà cái serum creatinine này nó dưới khoảng miligam, nếu như mà nó tăng hơn cái này ở cái mức khoảng là trên 0,5 thì nó sẽ là một cái dấu hiệu cho thấy đó là cái trường hợp tổn thương thận cấp, hoặc là với trên 2,5 thông thường mà nó tăng hơn 1 thì đó là cũng là một cái trường hợp tổn thương thận cấp. Tuy nhiên á, cái serum creatinine này thì đó lại không phải là một cái chỉ dấu cho thấy là nó nhạy cảm để có thể xác định được tổn thương thận cấp đâu. Cho nên bây giờ thì người ta không có chỉ dựa vào cái serum creatinine này mà người ta còn dựa vào nhiều cái chỉ số khác nữa. Không. Đấy. Thì trước đây thì người ta định nghĩa là như vậy, nhưng mà bây giờ thì nó lại khác. Về dịch tễ, đối với cái bệnh thận mãn tính này thì đa số những cái người bệnh nhân mà có cái diễn tiến bệnh thận mãn tính này thì chủ yếu là ở đối tượng là bệnh nhân nằm viện, có nghĩa là đã nhập viện rồi thì khoảng 75%, ha. Thì trong số những cái bệnh nhân nhập viện vì có cái tổn thương thận cấp tính thì cái nguyên nhân hàng đầu đó chính là cái việc giảm lưu lượng máu qua thận, ha, và tăng cái ure huyết trước thận. Đó là cái nguyên nhân hàng đầu, ha. Giảm lưu lượng máu qua thận thì nó có nhiều cái tác nhân gây ra lắm, có rất là nhiều cái tác nhân gây ra, ví dụ như xuất huyết hoặc là tụt huyết áp hay là độc tố gây ra giãn mạch gì đó vân vân, nhiều lắm, hay là sốc gì đó, rất là nhiều, và một số cái nguyên nhân khác nó chiếm tỷ lệ ít hơn, ví dụ như u xơ gây tắc nghẽn hoặc là có cái một số bệnh thận nội tại nào đó thì nó phát triển thành một cái triệu chứng cấp tính. Các yếu tố nguy cơ các yếu tố nguy cơ mà có thể diễn tiến tới cái bệnh thận cấp tính này thì nó có nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên mình nói là yếu tố về tuổi tác, tuổi cao nè, càng cao tuổi thì càng nguy cơ càng cao. Cái điều này cũng rất là bình thường, đúng không? Điều này cũng rất là bình thường, là bởi vì sao? Là bởi vì cái người càng lớn tuổi thì cái chức năng thận của người ta càng ngày càng giảm đi, ha. Chức năng thận càng ngày càng giảm đi, tại vì thận nó đã hoạt động rất là nhiều trong khoảng thời gian mà cái người này người ta sống mà, cho nên tuổi càng cao thì chức năng thận càng giảm, đó là chuyện bình thường, ha. Và khi mà cái chức năng thận càng giảm và cũng kèm theo những cái gọi là cái những thay đổi về sinh lý cũng như là các bệnh lý thì nó càng thúc đẩy cái tổn thương thận nó càng
dễ xảy ra hơn. Tuy nhiên không phải là 100% tất cả những người tuổi cao đều bị đâu nha, cái đó còn tùy, hoặc là những cái người mà có tuổi trẻ hơn thì không bị, không phải. Và những người này sẽ bị cái tổn thương thận cấp theo nhiều nguyên nhân khác nhau nữa, nhưng mà cái tuổi cao thì có nguy cơ cao hơn vậy thôi. Cái thứ hai nữa là cái creatinine mà càng cao thì cái nguy cơ tổn thương thận cấp tính càng càng creatinine. Đấy. Cũng giống như hồi nãy em nói là khi mà chúng ta muốn xác định một cái tổn thương thận cấp tính thì dựa vào cái serum creatinine, ha, đấy. Nhưng mà cái serum creatinine cao thì cũng chưa chắc là tổn thương thận đâu nha, cũng còn tùy. Nhưng mà nó là một cái yếu tố nguy cơ cho thấy là cái khả năng sẽ tổn thương thận nhiều hơn so với những người có serum creatinine bình thường. Đấy. Tại vì serum creatinine này nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, trong đó ví dụ như là cái dị hóa các protein trong cơ thể chúng ta, hoặc là việc chúng ta đưa vào cái lượng protein lớn thì chẳng hạn, thì cái dị hóa protein sẽ cao và nó dẫn đến là cái serum creatinine nó cũng cao. Đấy. Tùy thuộc nhiều vào những yếu tố đó. Cái tiếp theo đó là cái bệnh lý đái tháo đường. Thì cái bệnh lý đái tháo đường này nó là một cái bệnh lý làm thúc đẩy cái tổn thương thận cấp tính ha. Bệnh lý đái tháo đường đây là một cái bệnh lý mà nó làm thúc đẩy cái tổn thương thận cấp tính nó xảy ra nhanh hơn, đúng không? Đấy. Cho nên là nhưng mà cũng không phải là cái người bệnh đái tháo đường nào cũng có tổn thương thận cấp đâu ha. Còn tùy, ví dụ như người đái tháo đường mà người ta không có kiểm soát được đường huyết, không kiểm soát đường huyết tốt á, thì cái tổn thương thận cấp này nó dễ xảy ra hơn là cái người mà bị đái tháo đường mà người ta tổn mà người ta kiểm soát được cái đường huyết ha. Đấy, nhưng mà tùy vào cái khả năng chăm sóc về y tế nữa. Cái tiếp theo là những cái bệnh lý liên quan tới hô hấp mãn tính, ví dụ như là hen ha, hay là cái COPD đi chẳng hạn. Đấy, tại vì sao hen hay COPD thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là giảm thông khí nè, mà giảm thông khí thì nó sẽ giảm thông khí thì nó sẽ gì ta, thì nó sẽ có cái vấn đề liên quan tới cái đào thải CO2 cũng như là gây rối loạn bicarbonate, và từ đó thì dẫn đến là rối loạn về natri đi chẳng hạn đó, rối loạn các điện giải đó. Thì một phần nó cũng ảnh hưởng lên trên cái tổn thương thận cấp tính này. Và cái thứ ba đó là cái bệnh lý về tim mạch nói chung. Bệnh lý về tim mạch nói chung thì cái bệnh lý về tim mạch là một trong những cái bệnh lý cực kỳ quan trọng, là bởi vì nó vừa là cái những cái bệnh lý mà nó sẽ thúc đẩy cái tổn thương thận cấp tính này, và khi mà tổn thương thận cấp tính này nó lại thúc đẩy ngược trở lại các bệnh lý tim mạch này và dẫn đến những cái tử vong liên quan tới cái bệnh lý tim mạch. Đấy. Rồi hoặc là nhiễm trùng cấp tính ha, gây ra độc tố ở trên thận vân vân, nhiều yếu tố nguy cơ lắm, đúng không? Cái độc tố trên thận thì cũng có thể là do thuốc, đúng không? Có thể là do thuốc hoặc là thường là do thuốc mà nó gây ra độc thận nhiều. Ví dụ như trong cái kháng sinh thì chúng ta có kháng sinh aminolecosis là một kháng sinh gây ra độc thận, đúng không? Độc trên tế bào của thận đấy. Thì về mặt lâm sàng đối với tổn thương thận cấp á, thì chúng ta sẽ có ba cái giai đoạn, chúng ta sẽ có ba cái giai đoạn. Giai đoạn một đặc trưng đó là cái thiểu niệu, có nghĩa là cái giảm cái thể tích, giảm cái sự sản xuất cái nước tiểu, đúng không? Giảm cái sự sản xuất cái nước tiểu ở thận. Thì cái này nó sẽ xảy ra trong vòng khoảng 1 2 ngày gì đó. Một hai ngày tùy ha. Thì cái lượng nước tiểu nó sẽ giảm, ví dụ như là dưới 400 ml trên 24 giờ, trong 24 giờ, thì đó là tình trạng mình gọi là tình trạng thiểu niệu.
hoặc là dưới 50 thì đó là tình trạng vô niệu ha. Ở giai đoạn 1 nó xảy ra như vậy. Ở giai đoạn 2 thì nó lại là một cái dấu hiệu ngược lại. Đó là ở giai đoạn 1 thì thiểu niệu, thì ở giai đoạn 2 thì nó lại là lợi tiểu ha. Lợi tiểu thì ở giai đoạn này thì sao? Ở giai đoạn này thì cái lượng nước tiểu nó gọi là nó sản xuất ra nó nhiều hơn so với bình thường. À, thì cái này có thể là đây là một cái dấu hiệu cho thấy là có những cái sửa chữa ở trên thận để điều chỉnh lại để điều chỉnh lại cái thiểu niệu ở trên ha, điều chỉnh lại. Đó là những cái dấu hiệu ha. À, cho nên là gì, ở cái giai đoạn 1 thì có thể cái GFR đó nó sẽ giảm, đúng không? Cái giai đoạn 1 thì cái GFR đó chúng ta sẽ thấy là nó giảm. Nhưng mà tới cái giai đoạn 2 thì cái GFR nó sau khi nó được điều chỉnh được bởi thận đó, thì bắt đầu là GFR nó có thể trở lại bình thường, gần như là bình thường ha, gần như là bình thường ha. Tuy nhiên á, thì cái điều chỉnh ở cái giai đoạn 2 này đối với thận á, thì nó cũng chỉ điều chỉnh về cái mức gọi là nước và điện giải thôi, và nó không điều chỉnh cái ure, không điều chỉnh cái ure. Cho nên đó là trong trường hợp này thì ure nó vẫn tăng, cái ure nó vẫn tăng bất thường nha. Đấy, chính vì cái chỗ này á, cho nên là có một số cái trường hợp nếu như mà chúng ta sử dụng cái chỉ số GFR để chúng ta đánh giá về cái chức năng của thận. Thì có nghĩa là trong trường hợp này cái GFR nó gần như bình thường thì chúng ta sẽ kết luận là nó bình thường, đúng không? Nhưng mà thực tế là gì, nó ở giai đoạn 2 của cái quá trình là tổn thương thận cấp. Bằng chứng là cho thấy là cái ure huyết nó vẫn tăng. Còn nếu như mà chức năng thận bình thường á, thì tất cả những chỉ số liên quan tới đào thải ở thận nó cũng bình thường, trong đó cái chỉ số ure huyết là cái chỉ số rất là quan trọng. Đấy. Cho nên việc vừa sử dụng cái GFR để đánh giá cái chức năng thận trong cái tổn thương thận cấp tính đó, thì nó có nhiều cái sai số ha, và chúng ta phải xem xét nó ở trên nhiều cái chỉ số khác nhau chứ không phải chỉ có cái GFR đó đâu. Đây. Cái thứ tiếp theo nữa ở trong cái giai đoạn này đó chính là cái việc mà điều chỉnh hay là cái lợi tiểu của nó chủ yếu là nó điều chỉnh về lượng dịch và cái lượng điện giải. Cho nên là sao? Cho nên là nó sẽ tăng cái nguy cơ lợi tiểu mà, cho nên nó sẽ tăng cái nguy cơ là gì? Giảm thể tích, đúng không? Và dẫn đến rối loạn cái điện giải. Đây, cho nên là có thể xảy ra. Cho nên ở giai đoạn 2 này cũng phải theo dõi về cái rối loạn nước và điện giải ha, để điều trị kịp thời. Thì thông thường này nó sẽ kéo dài trong vòng khoảng vài ngày. Vài ngày. Giai đoạn thứ ba thì giai đoạn này chính là giai đoạn hồi phục ha. Giai đoạn này chính là giai đoạn hồi phục thì nếu như mà cái tổn thương ở cái tổn thương thận cấp này ha, nó có thể được điều chỉnh ha, có nghĩa là chúng ta có thể điều trị hoàn toàn các nguyên nhân gây ra tổn thương thận cấp trước đó, thì có thể là ở giai đoạn này nó sẽ phục hồi nhanh hơn ha. Thời gian phục hồi có thể là vài tuần cho tới vài tháng, tùy vào cái mức độ nghiêm trọng của cái tổn thương thận mà trước đó xảy ra. Ví dụ như nếu như mà nó chỉ tổn thương ở giai đoạn gọi là trước thận thì chúng ta điều chỉnh được, thì hầu như là cái chức năng thận nó sẽ được phục hồi hoàn toàn trước thận, hoặc là tổn thương sau thận liên quan tới những cái vấn đề về về tắc nghẽn cái đường niệu chẳng hạn ha, chúng ta loại bỏ hết thì có thể tổn thương đó nó sẽ hồi phục hoàn toàn, chức năng thận gần như là hoàn toàn ha, giống như là cái người bình thường. Tuy nhiên nếu như mà cái tổn thương trong cái giai đoạn cấp đó là tổn thương tại thận thì có thể là ở giai đoạn 3 này nó hồi phục thiệt, nhưng mà có thể là cái di chứng nó xảy ra là nó sẽ diễn tiến tới cái bệnh thận mạng ở phía sau.
thể, tùy thuộc vào cái tổn thương nó xảy ra ở đâu, và mình phát hiện được và điều chỉnh được thì nó sẽ có nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân. À, về cơ chế bệnh sinh ha, về cơ chế bệnh sinh thì đối với trường hợp tổn thương thận cấp tính á, thì nó có thể xảy ra ở cả ba cái giai đoạn thải trừ của thận, ví dụ như là ở lọc cầu thận, tái hấp thu và bài tiết ở ống thận. Không. Có nghĩa là nó vị trí mà nó có thể ảnh hưởng lên thì nói chung là rất là đa dạng đúng không? Đấy. Đó. Thì người ta tạm thời chia ra thành ba nhóm nguyên nhân, nhóm nguyên nhân có thể gây ra là trước thận, tại thận và sau thận. À, đấy. Tạm thời chia ra ba cái nhóm nguyên nhân đó. Thì ở trong cái nhóm nguyên nhân mà trước thận đó, thì chủ yếu là do cái gì? À, là do sự thay đổi cái lưu lượng máu qua thận. À, chủ yếu là do sự thay đổi lưu lượng máu qua thận. Thay đổi cái lưu lượng máu qua thận và nó làm tăng cái nồng độ ure huyết trước thận. À, ví dụ như cái lưu lượng máu qua thận thì thông thường thì nó khoảng là 1 lít trên 1 phút. À, 1 lít trên 1 phút thì nó chiếm khoảng 25% cái lưu lượng tim á, có nghĩa là cái khoảng 1/4 đi, lưu lượng tim. Đấy. Cho nên nếu như mà cái lưu lượng này nó máu này nó giảm á, thì nó dẫn đến là cái nồng độ ure huyết trước thận nó sẽ tăng cao. À, đấy. Và nồng độ ure huyết trước thận nó tăng cao nếu không điều chỉnh kịp thời á, thì có thể là dẫn đến là cái tổn thương ngay tại thận sau đó. Ha. Đấy. Cho nên là cái chỉ dấu của ure huyết là cái chỉ dấu người ta sẽ theo dõi rất là nhiều trong những cái tổn thương thận cấp tính này. Ha. À, thì các trường hợp có thể xảy ra cái giảm thể tích nội mạc đó có thể là cái nguyên nhân đến từ việc xuất huyết chẳng hạn. À, hôm trước khi mà chúng ta nói về cái rối loạn cân bằng nước và điện giải thì cũng đã nói rồi, cái chuyện xuất huyết nè. À, là một, cái thứ hai nữa là hoặc là cũng có thể là nôn nôn ói quá mức ha, cũng có nha. À, không. À, thì nó sẽ mất cái dịch ngoại bào đúng không? Nó sẽ mất cái dịch ngoại bào đấy, và mất cái dịch đó, mất cái một cái lượng dịch trong lòng mạch thì như vậy nó dẫn đến là gì? À, giảm huyết áp đúng không? Tụt huyết áp, đấy, tụt huyết áp. À, và tụt huyết áp thì nó kéo theo là gì? À, cái áp lực đẩy máu đi tới thận nó sẽ giảm theo, và như vậy nó làm giảm cái lưu lượng máu qua thận. Ha, đấy. Đó, cái đó là đối với cái trường hợp mà giảm thể tích đó, đúng không? À, thì những cái trường hợp này có thể xảy ra khi có tình trạng ví dụ như sốc chẳng hạn, hoặc là sử dụng cái thuốc mà gây ra tụt huyết áp. À, đấy. Cái thứ hai nữa cũng có thể xảy ra đối với cái trường hợp liên quan tới cái huyết áp đó chính là cái gì? À, chính là cái việc thắt tắc mạch máu hoặc là co một cái mạch máu nào đó, thì nó cũng ví dụ như co cái mạch máu ở động mạch thận đi, thì nó cũng làm giảm cái lưu lượng máu tới thận. À, cũng làm giảm cái lưu lượng máu tới thận. Đấy. À, ví dụ như chúng ta xem cái chỗ này nè. À, đấy. Đây là động mạch đi tới thận đây. À, động mạch máu máu đổ vào thận này. À, đây là cái cầu thận đi. À, đấy, động mạch máu đổ vào thận đi, thì như vậy á, cái áp lực máu trong này nếu như nó giảm thì có phải là cái lưu lượng máu đổ về cầu thận nó giảm không? Mà cái lưu lượng máu đổ về cầu thận nó giảm thì cái áp lực lọc ở cầu thận nó cũng giảm theo, đúng không? Đấy. Và áp lực lọc ở cầu thận nó giảm thì nó sao? À, cái hiện tượng siêu lọc nó sẽ xảy ra kém đi. À, và như vậy những cái chất không được đẩy vào trong cái ống thận được ha, được để thải trừ ra. Đấy. Anh dùng ha. Đấy. Đấy. Cho nên là có thể xảy ra là gì? Hẹp cái ống này lại đúng không, hoặc là giảm cái thể tích trong này, thì nó cũng đều dẫn đến là giảm cái áp lực lọc bên trong hết ha. Đó, lưu ý không, cả hai cái trường hợp như vậy. Cái trường hợp nữa cũng có thể gây ra giảm cái tuần hoàn hiệu quả đó chính là do cái bệnh lý về xơ gan hay là suy tim ha. Đấy, xơ gan và suy tim. Đó. Đấy. Thì xơ gan và suy tim thì chúng ta dễ hình dung rồi đúng không?
hoặc là trường hợp là lợi niệu quá mức ha, lợi niệu quá mức, lợi niệu quá mức là mất một lượng dịch rất lớn trong cơ thể, đặc biệt là khi sử dụng các loại tiểu hoài chẳng hạn ha, loại tiểu hoài nó mất một lượng dịch rất lớn ha, và không bù lại kịp thì nó dẫn đến là tụt huyết áp ha, đó, nó dẫn đến một mớ gọi là cái là lẫn quẩn trong này ha, nó liên quan với nhau. Đấy. Thì ở cái hình này chúng ta thấy nè, ở cái hình này chúng ta thấy ha, đó. À, những cái thuốc nó có thể ảnh hưởng, à, những cái thuốc nó có thể ảnh hưởng lên trên cái động mạch thận đi vào, hay là những cái thuốc nó sẽ ảnh hưởng lên trên những cái mạch máu mà đi ra khỏi cái cầu thận ha. Đấy. Thì hai cái này, hai cái nhóm thuốc này là hai cái nhóm thuốc có thể là ảnh hưởng rất nhiều lên trên cái mức lọc ở cầu thận đó. Ví dụ như chúng ta thấy là gì, nếu như mình sử dụng cái anh NSAID đi, NSAID thì anh này là anh mà sao sẽ ức chế cái anh prostaglandin đúng không? Khi mà ức chế prostaglandin, prostaglandin lại là một chất gây ra giãn mạch mà, nhưng mà khi ức chế prostaglandin thì cái mạch máu này sẽ co lại. À, mạch máu này co lại thì dẫn đến là gì, giảm lọc ở cầu thận xảy ra liền đúng không, giảm lọc ở cầu thận xảy ra liền đó. Cho nên những cái thuốc mà tác động trên việc mà làm co mạch máu ở trên này á, thì nó dẫn đến là giảm lọc cầu thận liền không đó. Tương tự những cái thuốc ở bên này cũng vậy luôn ha. Tương tự những thuốc ở bên này cũng vậy luôn đấy không à, nhưng mà trong cái tổn thương thận cấp á, thì hồi nãy các bạn cũng còn nhớ ở cái giai đoạn thứ hai á, đúng không, giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà gọi là thiểu niệu ha, thiểu niệu là bởi vì sao, là bởi vì nó giảm cái áp lực vô nè ha, làm giảm cái áp lực ở đây nè, cho nên khi đi vào đây cái là giảm mức lọc, cho nên là sao, cái lượng nước tiểu được hình thành rất là ít ha, thiểu được hình thành rất là ít, lọc dịch lọc nó ít mà đấy, cho nên là giảm cái lượng nước tiểu, cho nên gọi là thiểu niệu. Nhưng mà sau đó thì thận nó sẽ được điều chỉnh ha, thận điều chỉnh ở giai đoạn thứ hai là mình thấy là lợi tiểu đó ha. Đó. Thì gọi là cái giai đoạn đó là giai đoạn lợi tiểu, nghĩa là đánh dấu cái thời điểm mà thận bắt đầu điều chỉnh, đúng không? Điều chỉnh đó là gì, thận điều chỉnh dựa bằng cái gì, hôm bữa mình muốn nói trong cái cân bằng nước và điện giải rồi đó, thận nó điều chỉnh bằng cách là gì, à, là kích hoạt cái hệ hội cái hệ RAA nhớ không, à, cái hệ RAA, renin angiotensin aldosterone đó ha. Thì như vậy cái trên cái cầu thận này nè, thì cái angiotensin 2 á, thì nó sẽ vì ở đây nó giảm cái áp lực đưa vào đúng không? Đó, thì angiotensin 2 sẽ có tác dụng là co cái mạch máu ở đây. À, co cái mạch máu ở đây lại. Đấy. Và khi mà ở đây giảm áp lực mà ở đây mà mình co lại nữa thì như vậy nó sẽ làm tăng trở lại cái áp lực lọc ở cầu thận ở trong này, đúng không? À, làm tăng cái áp lực lọc cầu thận ở trong này. Và như vậy khi mà nó tăng lại cái áp lực lọc cầu thận thì nó lại dẫn đến là gì, cái GFR nó sẽ quay trở về bình thường, à, nó quay trở về bình thường, tuy nhiên đó chỉ là ở cái mức độ là chúng ta làm tăng lại cái chỗ này thôi, còn cái lưu lượng chỗ này nó vẫn ít, chính vì vậy mà sao cái ure huyết đó, nó vẫn tăng cao. Đây, hình dung ha, cái ure huyết nó vẫn tăng cao. Đấy. Cho nên chính vì cái chỗ này nè, nếu như mà chúng ta sử dụng cái GFR, cái chỉ số GFR mà chúng ta nói là cái chức năng lọc cầu thận nó bình thường là sai bét, đúng không? À, hình dung ha, cái chỗ mà cái GFR nó tăng lên là do gì, là do cái anh angiotensin 2 này ảnh cái co mạch chỗ này, anh làm tăng lại cái áp lực lọc, à, cho nên là cái GFR có thể là nó quay trở mức bình thường, à, nhưng mà cái lưu lượng đưa vào nó vẫn bị nghẽn ở chỗ này, cho nên là cái ure huyết nó vẫn tăng cao. À, đấy, để ý cái chỗ đó không. Đấy. Nhưng mà cái việc điều chỉnh của cái hệ RAA này thì nó cũng chỉ ở một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Ha, cũng chỉ khoảng thời gian nhất định thôi. Có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn thì được. À, chúng ta điều chỉnh lại thì không sao. Ha, nhưng mà nếu như mà cái anh này ảnh được kích hoạt liên tục. Anh được kích hoạt liên tục thì dẫn đến một cái trường hợp là gì? Những cái mạch máu. À, những cái mạch máu mà để nuôi những cái nephron này nó sẽ bị tại vì ảnh có tác dụng co mạch mà, cho nên là những cái mạch máu để nuôi những cái nephron này bắt đầu nó cũng
giảm tưới máu đi, à, và khi mà nó giảm thì nó sẽ dẫn đến là gì, à, những cái nephron này bắt đầu nó sẽ suy giảm chức năng và nó hoại tử dần, à, và cái này lúc này nó sẽ diễn tiến sang cái bệnh thận mãn tính, à, ấy. Cho nên là trong cái cấp tính á, trong tổn thương thận cấp á, thì cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn đánh dấu là thận nó điều chỉnh, ha. Và nếu như mà khi đó chúng ta phát hiện được những cái nguyên nhân mà gây ra tổn thương thận mà chúng ta điều chỉnh theo á, thì lúc đó sẽ diễn tiến tới giai đoạn 3 là hồi phục, ha. Còn không thôi á, thì sẽ có di chứng ở phía sau. Đấy, những cái thuốc này và liên quan. À, đó là cái cơ chế về trước thận, à, cơ chế về trước thận. Vì cái thứ hai là cơ chế tại thận, à, cơ chế bệnh sinh tại thận. À, cơ chế bệnh tại thận thì chúng ta dễ hình dung rồi, đó chính là gì? Đó chính là tổn thương ngay tại thận luôn, đúng không? Cái tổn thương ngay tại thận luôn, ví dụ như tổn thương ở cái cầu thận nè, ở ống thận hay là ở các dịch kẽ ở thận chẳng hạn. Đấy. Thì những cái tổn thương này nó sẽ xảy ra thì nó ảnh hưởng một cách trực tiếp lên trên cái chức năng lọc ở cầu thận rồi, à, chức năng lọc ở cầu thận cũng như là bài tiết hay là tái hấp thu ở ống thận, à, ảnh hưởng một cách trực tiếp rồi. Ví dụ như người ta thường thấy là trong những cái vấn đề ví dụ như dị tật mạch máu ở thận, à, hoặc là cái tỷ lệ cái nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là viêm cầu thận cấp, à, viêm cầu thận cấp, à, viêm cầu thận cấp. À. Thì cái viêm cầu thận cấp này nó có nhiều nguyên nhân lắm, à, có nhiều nguyên nhân, có thể là do thuốc nè, à, có thể là do thuốc nè, cũng có thể là do virus, à, vi khuẩn vân vân, à, hoặc là cái mà người ta thường xuyên thấy hơn trong những trường hợp viêm cầu thận cấp mà dẫn đến tổn thương thận cấp thì đó chính là những cái bệnh lý liên quan tới miễn dịch. Ví dụ như lupus, ha, lupus ban đỏ hệ thống đó. Lupus ban đỏ hệ thống. Đó là một cái bệnh tự miễn đó. Không. Đó, có nghĩa là nó sẽ cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ đánh lên trên cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ đánh lên trên các tế bào ở ống thận, ha, đánh lên trên các tế bào ống thận và nó gây ra cái trường hợp là hoại tử các tế bào ống thận, à, hoại tử tế bào ống thận hay là ở cầu thận, và như vậy nó dẫn đến là gì, à, cái chức năng lọc ở cầu thận cũng như là tái hấp thu hay bài tiết ở ống thận nó bị ảnh hưởng liền, à, đấy. Và đương nhiên á, là cái chỗ nào tác động nguyên nhân tại thận này thì cái di chứng nó để lại phía sau đó là những cái bệnh thận mãn tính, ha, đấy. Đặc biệt là lupus ban đỏ hệ thống nữa, thì nói chung là bệnh về miễn dịch mà thì nó sẽ gọi là bệnh mãn tính rồi. Thứ hai, thứ tiếp theo nữa đó chính là cái cơ chế bệnh sinh mà sau thận, mà sau thận có nghĩa là sau khi lọc ra đổ vào trong thận, lọc xong rồi đổ vào trong cái ống gấp chung rồi đổ ra niệu niệu quản đúng không? Đó, niệu quản đó thì đó là ở phía sau. Đó thường là do cái gì? Do cái sự tắc nghẽn trên cái đường niệu ở sau thận, ha. Đường niệu có thể là ở cái niệu quản nè, à, hoặc là cái bàng quang đúng không? Hoặc là niệu đạo đó, ha. Đây. Thì khi mà nó tắc nghẽn như vậy á, thì nó sẽ tăng cái áp lực ngược trở lại đối với thận, đúng không? Đó. Tắc nghẽn thì nó sẽ tăng cái áp lực ngược trở lại đối với thận, và tăng cái áp lực ngược trở lại đối với thận thì nó sẽ đối kháng với lại cái áp lực lọc ở bên trong cái những cái nephron, ha, đấy. Thì thông thường là do những cái nguyên nhân nào? Đó ví dụ như là cái phì đại tiền liệt tuyến nè, hay là những phì đại về ung thư cổ tử cung hay là tiền liệt tuyến gì đó nó lại gây ra gì? À, nó gây ra chèn ép lên trên cái những cái niệu quản này, ha, và nó gây ra cái tắc nghẽn. Đấy là một. Hoặc là cũng có thể là do những cái sỏi thận nó được hình thành ở trên thận xong rồi thì nó có thể đi xuống cái niệu quản chẳng hạn, ha. À, và khi đi xuống cái niệu quản thì có thể là
cái sỏi nó to quá thì nó lại nó lại gây tắc nghẽn đúng không? Sỏi to quá thì nó gây tắc nghẽn, thì nó gây tăng lực ngược trở lại lên thận đấy. Nhưng mà đối với cái nguyên nhân mà sỏi thận như thế này, nếu như mà phát hiện được, ví dụ như trong trường hợp sỏi thận đi, thì người ta có thể là gì, người ta có thể là loại bỏ cái sỏi này ra, thì có thể là gần như là phục hồi lại cái thận một cách hoàn toàn đúng không? Gần như phục hồi lại thận, chức năng thận một cách hoàn toàn đấy. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là gì, là cái thường là nguyên nhân trước thận sau thận thì cái tỷ lệ hồi phục nó sẽ cao hơn đúng không? Và còn tại thận thì có thể là cái nguy cơ nó dẫn đến cái biến chứng về bệnh lý bệnh thận mãn tính ở phía sau không? Bây giờ trong cận lâm sàng ha, trong cận lâm sàng thì người ta thường dùng những chỉ số nào hay là những cái gì để người ta có thể đánh giá cái tình trạng tổn thương thận của bệnh nhân đúng không? Người ta dùng những gì để người ta đánh giá tình trạng tổn thương thận của bệnh nhân? Đó chính là cái chỉ số eGFR nữa đúng không? eGFR đấy, thường là người ta dùng để xác định cái chỉ số cái chức năng thận ban đầu, và có thể là dùng nó để theo dõi cái tiến triển của bệnh thận theo thời gian. Cho nên cái chỉ số eGFR này nó rất là thích hợp trong cái bệnh thận mãn tính nhiều hơn là bệnh cấp tính ha. Cấp tính thì nó thay đổi nhiều lắm, và cái eGFR này thì nó không có, nói chung là nó không có đủ độ nhạy để chúng ta có thể kết luận được chính xác là cái tổn thương thận này nó ở cái giai đoạn nào trong trường hợp cấp tính, rất khó. Nhưng mà người ta vẫn dùng thôi. Trong đánh giá chức năng thận thì người ta vẫn dùng. Thì tất cả những cái mấy cái liên quan tới cái này chắc các bạn cũng học rồi đó. Thì trong cái đánh giá cái eGFR này thì người ta sử dụng cái GFR nói chung á, thì người ta sử dụng các rất là nhiều những cái chất dùng để đánh giá nó. Ví dụ như là cái inulin nè, hay là cái đồng vị phóng xạ của cái iốt, hay là cái chromium eta, hoặc là cái creatinine ha. Nó có nhiều chất để người ta có thể sử dụng lắm. Gần đây có cái test về cystatin nữa, cystatin nữa đấy. Nói chung là có rất là nhiều chất nên người ta có thể sử dụng nó để đánh giá về chức năng lọc cầu thận không. Tuy nhiên á, trong các chất này dùng để đánh giá đó, ha, trong các chất dùng để đánh giá thì các chất ví dụ như là inulin hay là iốt phóng xạ hay là chromium eta thì nó có là một cái khuyết điểm, đó là gì? Có một cái khuyết điểm là tất cả những cái chất này đều là những cái chất ngoại sinh hết, đều là những cái chất ngoại sinh hết đấy. Và vì nó là cái chất ngoại sinh cho nên sao, cho nên muốn đánh giá về cái chức năng lọc ở cầu thận thì người ta phải đưa nó vào trong cơ thể ha, đưa nó có thể đường uống hoặc là đường tiêm gì đó ha, đưa nó vào và sau đó rồi chờ một khoảng thời gian thì nó thải trừ qua nước tiểu đúng không? Thì chúng ta mới thu thập rồi chúng ta cân đong đo đếm thì chúng ta xác định được cái GFR của nó là bao nhiêu ha, thì nó phiền phức hơn. Cho nên chính vì vậy á, thì người ta sẽ có cái xu hướng là người ta sử dụng một cái chất nội sinh ha, sử dụng một cái chất nội sinh. Nội sinh có nghĩa là nó có sẵn trong cơ thể mình ha, nó có sẵn trong cơ thể mình, đó là cái creatinine ha. Cho nên là cái ưu điểm mà khi người ta sử dụng cái creatinine đó chính là cái đầu tiên, đó là nó là có sẵn trong cơ thể của chúng ta, nó là cái sản phẩm thoái biến từ cái cơ của mình đúng không? Sẽ thoái biến từ cơ của mình sản sinh ra rất là nhiều. Đấy. Và như vậy sao? Cái creatinine này nó sẽ được lọc ở cầu thận nè, ha. Rồi nó được thải trừ ra, thì thông qua cái việc lọc ở cầu thận thì người ta có thể tính được cái GFR đúng không? GFR của creatinine, và cũng có thể đánh giá được cái chức năng lọc ở cầu thận. Đấy, đó là một cái ưu điểm. Ha. Thứ hai là cái gì? Thứ hai là cái gì? Thứ hai đó chính là cái khi mà cái creatinine này nó được lọc qua cầu thận, creatinine này được lọc qua cầu thận
thì nó cũng có thể, nói chung là cái đặc tính đó của nó là lọc, chủ yếu lọc qua cầu thận, bài tiết một ít qua cái ống thận, cho nên là khi dùng nó thì có thể đánh giá được gần chính xác cái anh cầu thận. Tuy nhiên là nếu như mà khắt khe hơn, đúng không, khắt khe hơn thì nếu như mà khắt khe hơn thì có thể sao, thì có thể là cái nó có thể làm sai lệch cái có thể làm sai lệch cái gì mà, là bởi vì nó bài tiết thêm ống thận nữa mà đấy ha. Còn về nhược điểm khi mà người ta sử dụng creatinine thì nó có nhiều lắm ha. Nhưng mà vì cái gọi là cái tiện lợi thì người ta vẫn xài cái creatinine thôi, và người ta có một số cái biện pháp có thể khắc phục ở phía sau đó, dựa vào những cái công thức mà chúng ta học rồi chúng ta biết đó. Nhược điểm đầu tiên của việc sử dụng creatinine này chúng ta cũng phải nhớ đó chính là gì? Cái lượng creatinine này trong cơ thể của chúng ta nó sẽ thải trừ, nó phụ thuộc vào cái quá trình dị hóa của cơ thể. Hay nói một cách cụ thể hơn là cái quá trình mà ly giải cơ đó, ly giải cơ, dị hóa các cơ của chúng ta đó. Cho nên là sao? Trên những cái người mà người ta có cái tỷ lệ cơ lớn thì cái quá trình dị hóa cái cơ tạo ra creatinine nó sẽ nhiều. Và ngược lại, những cái người mà có cái lượng cơ ít hơn thì cái quá trình dị hóa nó cũng sẽ xảy ra ít đi, và cái lượng creatinine tạo ra nó cũng ít. Ví dụ như ở cái người béo phì với là cái người không béo phì thì khác biệt là người béo phì thì cái tỷ lệ cơ nó ít hơn, đúng không? Đấy. Hoặc là ở cái người trẻ và cái người lớn tuổi ha, cái tỷ lệ cơ khác nhau thì cái dị hóa nó cũng khác nhau. Đấy. Cho nên sao? Cho nên cái lượng creatinine được thải trừ nó sẽ có một cái khoảng, sẽ có một cái khoảng rất là, nó sẽ có một cái khoảng rất là rộng, thay đổi, khoảng thay đổi nó sẽ rất là rộng, và do vậy nó không phản phản ánh một cách chính xác được. Thứ này tiếp theo là cái chức năng của nó đó, cái chức năng lọc. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là cái việc bài tiết qua cái ống thận của cái creatinine này nó cũng có, cho nên là khi mà chức năng cầu thận, lọc cầu thận nó giảm, thì cái creatinine này có thể được bù thêm bởi cái bài tiết qua ống thận này, cho nên là cái GFR của nó sẽ đánh giá không chính xác về cái chức năng là cầu thận này. Và một cái nữa là gì? Cái việc mà thải trừ cái creatinine này nó có thể liên quan tới cái tương tác của cái thuốc, ví dụ như cái trimethoprim hay là cái cimetidine đi, thì nó sẽ ức chế bài tiết creatinine này. Cho nên là gì? Nếu như mà định lượng cái creatinine này trong nước tiểu thì phải chắc chắn là bệnh nhân trước đó không sử dụng những cái thuốc mà ức chế bài tiết cái creatinine ha. Đấy. Chứ không là cái kết quả xét nghiệm nó sẽ sai. Và cái nhược điểm cuối cùng đó chính là cái creatinine huyết thanh thường nó sẽ không có nhạy với lại cái tình trạng của thận. Cái điều này cũng đơn giản thôi, đơn giản là bởi vì sao, là bởi vì cái khoảng dao động của creatinine huyết thanh này nó là một khoảng rất là lớn ha, cái khoảng rất là lớn, cho nên là nếu như mà cái người bệnh nhân này người ta có tình trạng bệnh thận, ví dụ như tổn thương thận cấp trong giai đoạn đầu á, thì cái việc tăng cái creatinine huyết thanh này lên á, thì nó cũng có thể là nó không có phải là quá khác biệt so với cái creatinine huyết thanh bình thường, cái mức creatinine huyết thanh bình thường, cho nên là có thể là mình không có detect được cái chỗ này là cái bệnh thận mạng, xin lỗi, cái bệnh thận tổn thương thận cấp giai đoạn đầu. Tại vì cái khoảng gọi là cái khoảng dao động của nó lớn quá, cho nên khi mà nó có tổn thương thận cấp á, nó tăng lên chút thì chúng ta cũng không thể có thể thấy được cái chỗ đó ha. Cho nên là cái này người ta gọi nó là không nhạy với cái tình trạng của thận. Chỉ khi nào
chỉ khi mà diễn tiến tới cái suy giảm chức năng thận nhiều hơn nữa trong cái trường hợp cấp thì lúc này cái creatinine huyết thanh nó tăng lên cao hơn, thì lúc đó mình mới thấy được điều đó. Nhưng mà như vậy thì nó đã diễn tiến vô cái tình trạng nặng hơn của cái tổn thương thận cấp rồi. À đấy, chúng ta không có xác định được là nó bắt đầu xảy ra hay nó vừa mới xảy ra hay như thế nào. Đặc biệt là người ta không có dùng những trên bệnh nhân có bệnh gan hả? Dùng trên bệnh nhân có bệnh gan là bởi vì bệnh gan thì nó lại liên quan tới gì, sản sinh những cái protein đúng không, sản xuất những cái protein, và như vậy nó lại lại càng làm cho cái chỉ số dị hóa cái protein nó càng càng biến động nhiều hơn ha, và như vậy nó gây ra sai số nhiều lắm không. Cho nên là sử dụng cái chỉ số creatinine thì phải hết sức lưu ý những cái yếu tố có thể ảnh hưởng như vậy. Rồi. Và chúng ta đi vào trong những cái chỉ số đánh giá ha, về độ thanh thải creatinine. Một trong những cái công thức mà các bạn đã được học rất là nhiều liên quan tới cái độ thanh thải creatinine đúng không? Đó chính là cái công thức Cockroft. Thì cái công thức này nó dùng để làm cái gì? Công thức này nó dùng để giống như là đánh giá cái sự thanh thải ở thận đúng không? Để người ta có thể dùng nó để căn căn cứ đó để người ta có thể biết được là cái liều lượng thuốc sử dụng là bao nhiêu chẳng hạn, thí dụ như vậy ha. Thì cái công thức này chúng ta thấy như vậy. Nhưng mà nó sẽ có những cái khuyết điểm là gì? Thứ nhất là cái công thức này nó chỉ dựa trên những cái dữ liệu ha, để ra được những cái con số này nè. Rồi tỷ lệ giữa này nè, thì đó là người ta dựa trên những cái nghiên cứu ha, những cái nghiên cứu để đưa ra cái công thức cụ thể như thế này á. Thì những cái dữ liệu mà nó dựa trên đó là gì? Những cái chức năng thận ổn định ha, và sự khác biệt đó là những cái sự khác biệt liên quan tới tuổi tác, là cân nặng nè, hay là nồng độ creatinine huyết tương huyết thanh đấy. Đấy, do vậy mà cái GFA này, công thức này nó không thể dùng để đánh giá trong cái trường hợp mà tổn thương thận cấp tính được, bởi vì tổn thương thận cấp tính thì chúng ta thấy là nó có những cái giai đoạn là giảm cái mức lọc, rồi sau đó là tăng rất nhanh cái mức lọc chẳng hạn ha. Đấy, còn trường hợp mà mình tính cái GFA này, có thể là mình sẽ không có hình dung được là cái tổn thương thận đó là cấp tính hay là mãn tính đâu. Thông thường thì nó đó, cho nên là thông thường thì cái GFA này người ta dùng để trong với chức năng thận đã được ổn định rồi ha, thì đánh giá nó rồi theo dõi nó ha, giảm hay tăng như thế nào đó ở phía sau chẳng hạn. Còn chứ nếu cấp tính vừa tăng vừa giảm như vậy á, thì không thể detect được. Đấy. Đấy, bên cạnh đó thì sao? Những cái dữ liệu này nó có thể là cái GFA này nó có thể là biến thiên theo cái tuổi nè, theo cân nặng ha. Thì cũng tốt thôi ha. Nhưng mà ở cái cân nặng này thì nó lại không có cái phân biệt được ở giữa những cái người mà người ta ví dụ như nó là béo phì với lại không béo phì, thì nó có một cái tỷ lệ cơ khác nhau mà ha. Và như vậy với cái tỷ lệ cơ khác nhau đó thì cái độ thanh thải creatinine này nè, nó cũng sẽ khác nhau luôn. Chính vì vậy mà trên công thức này nó không thể hiện được điều đó. Cho nên một công thức mà chúng ta có thể thấy là người ta điều chỉnh ở chỗ này là quay này, thì người ta điều chỉnh lại là cái IBW, có nghĩa là ideal body weight, có nghĩa là cân nặng lý tưởng, hiệu chỉnh lại đối với trên những người mà béo phì đó. Thì để cho thấy được, tại vì trên những người béo phì thì hay là không béo phì đó, thì nó khác nhau về cái nồng độ creatinine huyết tương mà đúng không? Nó khác nhau về cái dị hóa mà, cho nên là hiệu chỉnh lại cái chỗ này. Đó. Không. Cho nên là đối với cái công thức này thì người ta không có sử dụng trong cái tổn thương thận cấp đâu, đánh giá không có chính xác đâu. Ví dụ như hồi nãy tôi nói đó là cái trong cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì thấy là vừa giai đoạn 1 đang giảm cái và giai đoạn 2 nó quay lại bình thường. Mà nếu như chúng ta dùng cái công thức này chúng ta đánh giá thì có thể thấy giai đoạn 1 nó giảm, giai đoạn 2 nó bình thường, thì nó bình thường chưa chắc là nha.
À, và bởi vì nó bình thường là bình thường đối với cái GMR của creatinine thôi. À, còn cái urate huyết nó vẫn tăng cao. À, thì cái tổn thương thận nó vẫn còn đang diễn tiến. À, chứ không phải là này bình thường chúng ta kết luận là chức năng lọc cầu thận nó ổn định trở lại, không có ha. Một cái công thức nữa ha, thì công thức này nó tiến bộ hơn chút, đó chính là gì? À, nó đưa ra từ một cái nghiên cứu ha, mà trong đó là liên quan tới cái chế độ, thay đổi cái chế độ ăn của bệnh nhân nè, cũng như là đánh giá đến cái tình trạng bệnh lý trên thận ha. Đấy, công thức MDRD. À, thì công thức này nó có một cái tiến bộ hơn, à, chính là nó đánh giá được tình trạng bệnh nhân, à, bệnh lý ở thận ha. Đấy. Và cái công thức sau cái nghiên cứu đó, người ta đưa ra công thức với những cái hệ số thay đổi này, hiệu chỉnh như thế này ha. Đó, thì nó có cái tiến bộ. Tuy nhiên á, thì đối với cái công thức này thì ở những cái người mà người ta có suy giảm chức năng thận nhiều, thì cái GFR nó có thể là giống như là bây giờ suy giảm chức năng thận quá nhiều rồi, thì nó diễn tiến tới là cái GFR nó tăng lên rất là cao, là bởi vì thận giờ cứ vô nhiều thì chạy ra bấy nhiêu á, cho nên nó không lọc được nữa. Cho nên là trong trường hợp đó thì cái eGFR này theo công thức này thì nó lại không có chính xác nha, nó lại không có chính xác. Đấy. Ở đây thì chúng ta thấy là đối với cái công thức này thì nó đã đưa vào trong cái đối tượng này là gì, à, nam và nữ thì thằng kia cũng có ha, da đen hay không da đen, à, này, có liên quan tới nè. Một cái công thức thứ ba nữa thì nó chính xác hơn nữa ha. Công thức này là thường người ta đo lường cái bản thân mạng thôi, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng nó để đo lường cũng được, không vấn đề hết. CKD-AP ha. Thì công thức này thì nó hiệu chỉnh theo một cái thông số khác nữa, à, chúng ta thấy là nó khác biệt một xíu. Tuy nhiên là chúng ta không cần phải tính toán khủng khiếp như thế này đâu. Chúng ta chỉ cần có những cái dữ liệu này nhập vô thôi thì chúng ta có công cụ tính hết rồi. À, nhưng mà dữ liệu CKD-AP này á thì mình phải lưu ý là nó dựa trên những cái dữ liệu được lấy theo theo mỗi một giai đoạn. Ví dụ như 2005 nó có một cái dữ liệu khác, nó điều chỉnh khác mà. Ở giai đoạn 2012 nó có một dữ liệu khác, nó điều chỉnh khác, nó điều chỉnh liên tục mà. Đấy. Đánh giá cái này chủ yếu là dùng để đánh giá chức năng thận thay đổi, thường là trong khoảng thời gian dài, có nghĩa là đánh giá nó thiên về hướng là bệnh thận mãn tính nhiều hơn. Không, chúng ta biết để chúng ta không bị sai lầm khi sử dụng những cái chỉ số này. Rồi một số cái cận lâm sàng khác, à, ví dụ như là xét nghiệm máu, à, chúng ta xác định được cái bùn và cái secrum creatinine. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể xét được cái tỷ lệ giữa bun và serum creatinine. À, thì thông thường cái tỷ lệ này nó ở cái mức là 10 10 cho tới 20 đúng không? 10 cho tới 20. À, thì có thể dao động nha, có thể dao động. Đấy. Như vậy thì nếu như mà nó ngoài ngoài cái ngưỡng này thì có thể là một cái diễn biến về cái bệnh thận mạn đã xảy ra. À, ví dụ như trong trường hợp này, nếu như nó tăng trên 20. À, nếu như mà nó tăng trên 20 thì có nghĩa là gì? À, thì có nghĩa là cái lượng ure trong huyết tương, đúng không? Lượng ure trong huyết tương nó tăng lên rất nhiều so với cái creatinine. À, có nghĩa là cái creatinine nó được thải trừ một cách bình thường đi, nhưng mà cái lượng ure nó thải trừ không bình thường nó tăng lên rất nhiều, thì đó chính là do cái gì đấy? À, do cái tăng ure huyết trước thận, đúng không? Đó, có nghĩa là thận vẫn bình thường thôi, thận vẫn bình thường, vẫn vẫn thải trừ cái ure, xin lỗi, vẫn thải trừ cái creatinine bình thường. Đó, nhưng mà cái nguyên nhân trước thận á, đúng không? Cái nguyên nhân trước thận nó gây ra cái tăng ure huyết rất nhiều, và thận thì nó không thải trừ hết. Thì như vậy nó làm cái tỷ lệ này nó trên 20 nó chuyện bình thường ha. Cho nên là với cái tỷ lệ mà trên 20 như thế này thì mình có thể hình dung vấn đề là gì? À, cái tổn thương thận này nó đến từ cái nguyên nhân là tăng ure huyết trước thận.
không. Nhưng nếu như nó dưới 10, nó dưới 10, nó dưới 10 thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái lượng creatinine trong cái huyết tương, đúng không? Nó có thể là giảm thấp. Xin lỗi, cái lượng creatinine ngược lại chứ hả? Cái lượng creatinine trong huyết tương nó tăng lên hơn so với cái ure. Thì điều này có thể thấy là gì? Nó bị giảm thải trừ qua cái ống, qua cầu thận chẳng hạn. Hay. Đó. Thì như vậy thì dẫn đến là gì? Có thể là đây là cái tổn thương ở ở thận là chủ yếu, hay là tổn thương ở thận là chủ yếu. Hay. Hoặc là cũng có thể do cái tình trạng không phải là tổn thương ở thận mà do cái tình trạng suy gan mà giảm cái lượng protein, cho nên là giảm cái creatinine đó. Hoặc là thiếu cái protein ăn vào chẳng hạn, nó cũng có thể, chứ không phải là chỉ có ở thận không. Đấy. Hoặc là trường hợp mà nó tăng trên 20 kèm theo cái tăng cái creatinine luôn. Trên 20 là tăng thêm cái creatinine nữa, thì có thể là do tổn thương sâu thận hoặc là những cái bệnh thận tiến triển khác đó. Thì cái tỷ lệ bun trên creatinine thì nó có những cái chỉ dấu như vậy ha. Và đương nhiên là cái chỉ số mà bun creatinine này nó sẽ thay đổi nha, nó sẽ thay đổi trên cái bệnh tổn thương thận cấp. Cái cận lâm sàng tiếp theo mà chúng ta đề cập tới đó chính là cái phân tích về nước tiểu, tổng phân tích nước tiểu. Thì cái phân tích nước tiểu đó, thì có thể có những cái dữ liệu cho thấy là đánh giá được cái tình trạng tăng ure trước thận, hay là hoại tử ống thận cấp, hay là bất thường cấu trúc sau thận gì đó, có thể detect được trên cái bảng này, các bạn có thể thấy. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái dễ nhất là cái gì đây, cái độ thẩm thấu đi, độ thẩm thấu, độ thẩm thấu. Thì đối với tình trạng trước thận thì độ thẩm thấu nó có thể lên tới trên 1.200, trên 1.200, bình thường nó khoảng 500 thôi, bình thường nó khoảng 500 thôi. Nhưng mà khi mà là cái trước thận, ure huyết trước thận nó xảy ra đó, thì nó có thể là gây ra gì? Cái độ thẩm thấu nó lên tới trên 1.200, xác định được rất rõ. Còn đối với một cái nữa đó là cái gì, cái chỉ số về bài tiết phân đoạn natri. Bài tiết phân đoạn natri thì cái chỉ số FENA này, thì chỉ số này nó cho biết được cái khả năng tái hấp thu chủ động natri của thận, cho biết khả năng tái hấp thu một cách chủ động natri của thận. Nó dựa vào cái tỷ lệ mà lượng natri nó được gọi là không được tái hấp thu. Đấy. Nghĩa là nó hơi ngược chút ha, nó không được tái hấp thu là bao nhiêu thì nó sẽ suy ra là cái lượng được tái hấp thu là cái phần còn lại, đúng không? Đó, cho nên là cái này nó thường là nó nằm khoảng nhiêu, 1% thôi ha, nằm khoảng 1%, bình thường nằm khoảng 1%. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái lượng natri, có nghĩa là cái lượng natri được hấp thu gần như là hoàn toàn, đúng không? Gần như là hoàn toàn, tại vì đó cái ion natri là cái ion rất cần thiết cho dịch ngoại bào mà, cho nên là được hấp thu gần như là hoàn toàn, có nghĩa là 99% lượng natri được hấp thu ở thận, chỉ có 1% được thải trừ thôi. Đó. Nhưng mà nếu như mà thay đổi cái lượng natri bị thải trừ này ra, thay đổi cái lượng natri bị thải trừ này ra, nó dao động nhiều thì có thể là đây là một dấu hiệu cho thấy là có tổn thương, có tổn thương ở thận. Ví dụ như chúng ta có thể hình dung đây nè, cái tăng ure huyết trước thận đi, thì cái lượng mà nó được hấp thu, lượng natri được hấp thu nó tăng lên, đúng không? Đúng không? Tăng lên nè, đấy. Có nghĩa là sao? Cái thải trừ bình thường nó khoảng 1%, nhưng mà giờ nó thải trừ nó dưới 1% thì đồng nghĩa là cái lượng natri hấp thu nó được tăng lên chứ, đúng không? Nó tăng lên là do đâu? Tăng lên là do gì? Là do cái trường hợp là nó kích hoạt cái hệ RAA. Nó kích hoạt hệ RAA thì trong đó có aldosterone đó. Aldosterone sẽ kích thích ở cái ống thận sẽ tái hấp thu cái natri trở lại.
À, cho nên là sao? Cho nên là ở giai đoạn đầu như vậy á, thì cái natri này nó hấp thu nhiều hơn so với bình thường. Nhưng mà khi mà có sự tổn thương ở cái ống thận này mà thì mình thấy là cái gì? Cái tỷ lệ lượng natri không được hấp thu nó tăng lên, đồng nghĩa là cái lượng natri được hấp thu, được tái hấp thu nó sẽ giảm xuống, đúng không? Nó giảm xuống là bởi vì sao? Khi mà có tổn thương trên ống thận, đặc biệt là ở ống lượng gần đó, đặc biệt là ống lượng gần đó. À, đặc biệt là ống lượng gần đó, thì ở cái ống lượng gần là cái nơi mà hấp thu chủ yếu natri. À, và khi mà nó tổn thương trên ống lượng gần này thì cái tỷ lệ này nó sẽ tăng lên rất cao, tỷ lệ nó cao. Ngoài ra ở những nơi khác trong cái ống thận thì cũng hấp thu natri nữa, cho nên là nếu như mà nó trên 2% á, thì có nghĩa là báo hiệu cho thấy là cái tổn thương trên cái ống thận. À, tổn thương trên ống thận đấy. Đó là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái có thể chỉ điểm được cái chỗ là tổn thương thận ở đâu ha. Rồi tóm lại một số cái ý chính liên quan tới tổn thương thận cấp ha, thì chúng ta nhớ ha, tổn thương thận là đặc trưng đó là giảm đột ngột chức năng thận trong một khoảng thời gian ngắn ha, từ vài giờ tới vài ngày gì đó ha, rồi tích tụ các chất thải của nitơ ha, mất cân bằng kiện toàn, mất cân bằng nước và điện giải không đây. Rồi một số các yếu tố nguy cơ liên quan tới cơ dịch tễ nha, tuổi nè, creatinine huyết thanh vân vân ha. Rồi tiến trình thì nó có 3 giai đoạn lâm sàng ha. Giai đoạn 1 là gì? À, nhớ ha, thiểu niệu. Giai đoạn 2 là tiểu và giai đoạn 3 là hồi phục. Đây thì lưu ý trong hai giai đoạn này, thì hai giai đoạn này nó có sự thay đổi về cái GMR nè ha, và có chừng nhầm lẫn ha. Đây. Còn về cơ chế bệnh sinh đúng không? Về cơ chế bệnh sinh thì nó có liên quan, ví dụ như là nó chia làm trước thận, nguyên nhân trước thận thì đó là do tăng ure huyết, do tăng ure huyết trước thận đúng không, rồi tại thận hoặc là sau thận gì đó vân vân ha. Thì hồi nãy nói rất rõ rồi. Rồi công cụ để đánh giá là gì? Công cụ để đánh giá thì mình sử dụng nhiều công cụ lắm ha. À, trong đó là phân tích nước tiểu là công cụ chẩn đoán quan trọng đúng không? Phân tích nước tiểu là cái hồi nãy đó mới nói đó. Rồi cũng có thể sử dụng để sử dụng cái công thức tính toán độ thanh thải để có thể theo dõi được cái chức năng thận đúng không? Theo dõi được cái chức năng thận, nhưng mà trong trường hợp không thể dùng cái này để đánh giá cái tổn thương thận cấp được ha, tại vì nó có những cái trường hợp mà nó làm sai số đó. Rồi những cái thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng thận, là những thuốc ví dụ như hồi nãy có để một cái hình ảnh là hai cái lọc cầu thận rồi động mạch vào động mạch ra rồi cái mao mạch cầu thận đó, hai bên nó có cái thuốc đó. Thì hồi nãy tôi cũng đã giải thích cái hình đó rồi, thì bạn lưu ý ha. Đấy. À, còn việc điều trị đối với mà tổn thương thận cấp đó, thì nói chung là nó không có một cái điều trị đặc hiệu đâu. À, chủ yếu là gì? Chủ yếu là phòng ngừa những cái rối loạn về cái cân bằng nước và điện giải và cân bằng kiềm toan trong cái quá trình mà cái thận cấp này nó thay đổi thôi. À, và nếu như chúng ta đi tắt được cái nguyên nhân dẫn đến tổn thương thận cấp đó, thì chúng ta điều trị trên đó. À, còn nếu như không á, thì chủ yếu là quản cái gì vậy? Gọi là kiểm soát về nước và điện giải là chính ha. Đó có nghĩa là điều trị về triệu chứng đó, hoặc là những cái biến chứng liên quan tới sự rối loạn cái điện giải, về kali huyết hay nhiễm toan gì đó vân vân ha. Đấy. Chứ không có một cái nào là điều trị đặc hiệu đâu. Đấy. Lợi tiểu trong trường hợp tổn thương thận cấp tính thì nó chỉ có một cái lợi điểm duy nhất, đó chính là gì? À, duy trì lượng nước tiểu, duy trì lượng nước tiểu, tránh trường hợp thiểu niệu xảy ra ha. Mà duy trì lượng nước tiểu thì nó cũng có thể đào thải được một số cái lượng nhất định à, và không có gây ra quá tải dịch. Còn lại thì nó không có nhiều cái lợi ích. Ở sau chúng ta có cái ca lâm sàng
Ví dụ K1 thì chúng ta có một câu, hai câu, K2 thì có một câu thì thôi. Chúng ta nghĩ là trong vòng khoảng 10, 10, 15 phút gì đi ha. Chúng ta có hai cái case này ha. Coi về cái chỉ số của nó ha. Thì thực ra thì mấy cái câu hỏi ở đây thì nó không có phải khó để trả lời đâu, nó nằm ở trong cái bài giảng hết trơn rồi này. À, trong quá trình mình coi những cái chỉ số này á, thì các bạn sẽ tìm cái chỉ số bình thường của mấy cái này là khoảng bao nhiêu ha. Đấy. Thì chúng ta so sánh để chúng ta biết được tình trạng của bệnh nhân sao. Trong cái case này thì nó có câu hỏi về cái bài cũ nè, dopamine nè. À, đã. À. Bữa tôi cũng nói về cái thần kinh thực vật á, cũng có nói về cái dopamine đúng không? Còn nhớ ha, đây. Rồi dễ ẹc cái gì đâu. À. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái nội dung thứ hai, đó là tổn thương. Hay người ta thường hay dùng cái từ là bệnh thần mạng nói chung á, không? Thì ở cái bệnh thần mạng tính này, ở cái bệnh thần mãn tính này á, thì nó sẽ có những cái đặc điểm nó khác với lại cái bệnh thận cấp tính ha. Khác như thế nào thì chút nữa mình vô nó chỗ nó tôi sẽ nhấn mạnh cho các bạn xem. Mà tôi nói lại một lần nữa là cái việc mà gọi là cái liên hệ giữa bệnh thận mạng và bệnh thận cấp tính đó, chính là cái chỗ mà cái tổn thương nó xảy ra ở đâu. Có thể là bệnh nhân không không nhất thiết phải qua cái bệnh thận cấp tính rồi bệnh thận mạng đâu nha, mà là có thể diễn tiến luôn bệnh thận mạng ha. Nhưng mà ví dụ như khi cấp tính nó có thể dẫn đến bệnh thận mạng tính hay không thì câu trả lời là có, tùy vào cái mức vị trí tổn thương nó xảy ra ở đâu. Ví dụ như vị trí tổn thương của nó xảy ra trên thận thì cái khả năng dẫn diễn tiến đến bệnh thận mạng rất là cao ha. Đấy. Thì trong bệnh thận mạng thì người ta cũng có nhiều cái giai đoạn ha. Giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Không. Thường giai đoạn 5 là gọi là giai đoạn cuối. Thì tương ứng với lại cái mức lọc cầu thận trong cái giai đoạn các giai đoạn bệnh thận mạng á, thì nó sẽ là giảm dần ha, từ 90 cho tới 15 ml, còn có 15 ml trên phút thường là giai đoạn cuối. Là giai đoạn cuối. Không. Thì các biến chứng xảy ra khi mà có cái bệnh thận mạng thì chắc chắn đó là cái thay đổi các chức năng của thận, ví dụ như là cân bằng kiềm toan, cân bằng nước, điện giải, đúng không? Vân vân, rất nhiều chuyện này rất là bình thường rồi. Hoặc là rối loạn về các thiếu máu ha. Thiếu máu là bởi vì thận tại cái en một cái hormone đó, erythropoietin đó, thì nó sẽ kích thích tủy xương và tăng tổng hợp hồng cầu chẳng hạn ha. Thì bệnh thận mãn tính thì nó làm giảm cái khả năng phóng thích những hormone đó, thì nó gây ra cái thiếu máu thôi. Hoặc là các bệnh lý tim mạch, hoặc là các bệnh lý tim mạch. Ví dụ như là gây ra rối loạn về cái điện giải natri kali á, thì hôm bữa mình cũng đã nói trong cái bài là rối loạn nước và điện giải rồi đó. Rối loạn về natri thì thường nó ảnh hưởng lên trên cái huyết áp, hoặc là về kali thì ảnh hưởng lên trên các hoạt động của cơ tim chẳng hạn, vân vân ha. Đấy, hoặc là cơ cơ vận động bình thường cũng ảnh hưởng từ kali khi mà thay đổi. Cái nữa là cái biến chứng về suy dinh dưỡng thì chẳng hạn, suy dinh dưỡng thì cũng có thể xảy ra trong trường hợp là
những cái người bệnh thận mạng này mà cái thận của họ thải đủ cái gọi là có trường hợp proteinuria đó, thì nó dẫn đến là làm suy giảm cái dinh dưỡng của họ. Nói chung là bệnh thận mạng thì nó gây ra rất là nhiều những cái biến chứng khác nhau, tại vì thận là cái nơi mà nó giống như là lọc máu của toàn cơ thể mà, cho nên là khi mà nó rối loạn, gan thận cũng như vậy, khi mà nó rối loạn thì nó dẫn đến nhiều rất nhiều những cái biến chứng. Như vậy thì cái bệnh thận mạng này người ta được định nghĩa là gì? Là được đặc trưng bởi sự suy giảm cái chức năng thận tiến triển theo thời gian, tiến triển theo thời gian, nhớ ha, suy giảm chức năng thận tiến triển theo thời gian. Còn đối với cái bệnh thận mạng, cái tổn thương thận cấp tính hồi nãy á, thì đó là việc suy giảm cái chức năng thận một cách đột ngột, có nghĩa là đang đang bình thường mà tuột giảm rất sâu chẳng hạn, hay là đột ngột. Còn đối với bệnh thận mạng đó thì nó thay đổi, nó suy, nó cũng là suy giảm chức năng thôi, nhưng mà suy giảm một cách chậm ha, và tiến triển dần theo thời gian ha, hình dung lại. Và vì cái đặc điểm mà nó tiến triển, nó chậm và tiến triển theo thời gian như vậy á, cho nên là mình khó có gọi là gì đây, mình khó có thể. Nhưng mà cho tới chúng ta những cái biểu hiện sinh lý bình thường, thì lúc đó nó đã diễn tiến tới cái giai đoạn thường là giai đoạn trễ rồi. Ví dụ như ở giai đoạn 1 và 2 thì còn có thể điều chỉnh gan. Nếu như ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 nè. Cái gì kêu vậy ta? Ủa sao tự nhiên nó nhảy qua cái này vậy? Các anh chị vẫn còn nghe được tôi không các anh chị? Hồi nãy như là mất một khúc quá thầy. À, thì cho nó bị rớt mạng hả? Rồi nãy tới đâu rồi? Sao tự nhiên rớt mạng dữ chừng vậy? Cái slide này nãy nói chưa nói rồi phải không? Thầy ơi, đang thu vẫn thấy gì hết thầy. Thì hai cái slide này thì nó không có gì hết ha. Thì ủa, bây giờ thấy chưa? Dạ, bên em không thấy thầy ơi. Cố gắng kết nối lại. Tôi bị rớt mạng nãy giờ luôn. Rồi bây giờ từ từ nha, tôi xe lại nha. Rồi giờ các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi thầy. Dạ thấy rồi. Thấy chưa? Thấy cái slide chưa bạn? Rồi ok. Đó, thì bây giờ cái bệnh thận mạng á thì nó khác cái bệnh đúng rồi, khác cái tổn thương thận cấp á, là ở chỗ là cái bạn thấy nó lại cái chỗ này nha, nó lại cái chỗ này nè, đây là ở chỗ là gì đó, chính là cái chức năng thận đối với bệnh thận cấp tính suy giảm đột ngột, có nghĩa là từ đang bình thường nó giảm rất sâu xuống đúng không, là một. Còn đối với bệnh thận mạng thì nó giảm từ từ thôi, nó giảm thấp thôi ha, nhưng mà nó tiến triển theo thời gian bởi vì nó kéo dài mà ha. Đấy, được chưa? Thứ hai là gì? Thứ hai chính là cái thứ hai chính là gì? Thứ hai chính là cái
đối với bệnh thận cấp tính hồi nãy ấy, khi mà tôi nói nếu như mà chúng ta điều chỉnh được cái nguyên nhân, điều chỉnh được nguyên nhân hoặc là cái nguyên nhân nó không xuất phát từ thận tại thận, thì có thể là sau một đợt cấp tính nó như vậy thì thận có thể hồi phục lại gần như là hoàn toàn. Còn đối với bệnh thận mạn thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó đặc trưng bởi sự tổn thương trên cấu trúc trúc tại thận mà, cho nên là chức năng thường không được phục hồi lại giống như là ban đầu được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở bệnh thận mạn thì cái chức năng thận nó sẽ suy giảm theo thời gian. Giống như là đây, mức lọc cầu thận nè, nó cứ từ từ nó giảm từ 90 cho tới 15 ml. Nó giảm từ từ, từ từ như vậy. Quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta có kiểm soát những cái vấn đề liên quan tới việc thúc đẩy cái tốc độ suy thận này hay không, đúng không? Đấy. Kiểm soát cái tốc độ này nó sẽ đi rất chậm, nhưng nếu như chúng ta không kiểm soát tốt thì tốc độ này nó sẽ rất nhanh. Đó là tùy vào cái điều kiện y tế ha, thì tùy vào điều kiện y tế. Đấy, thì chúng ta hình dung cái điểm khác biệt cơ bản giữa cái cấp tính và cái mãn tính như vậy ha. Đấy. Đấy, thì bây giờ để người ta có thể xác định được cái gọi là cái tổn thương thận hay là bệnh thận mãn tính này nó ở cái giai đoạn nào, thì ở trên này thì người ta chia ra làm năm cái giai đoạn, 1, 2, 3, 4, 5 đánh dấu gì đó. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn qua bên cái cột mà thay đổi cái eGFR đó, đúng không? Thì mình sẽ thấy là cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là hai cái giai đoạn này nó có tổn thương thận mà với cái eGFR hoặc là bình thường, đúng không? Hoặc là bình thường hoặc là giảm, nhưng mà cái giảm này thực tế là nó không ảnh hưởng gì quá nhiều lên trên cái sinh lý của cái người bệnh hết. Cho nên là thường ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 này á, nhất là giai đoạn 1 á, thì người ta thường hay hay bị bỏ qua lắm, hay bị bỏ qua lắm. Đấy. Còn từ giai đoạn 3 và giai đoạn 4 nè, thì đó là giai đoạn mà cho thấy có cái sự giảm rõ rệt cái eGFR ha, từ trung bình cho tới nặng, thì nó còn khoảng là từ trên 15 dưới 60, đúng không? Đây. Còn giai đoạn thứ năm á là giai đoạn suy thận, suy thận thì ở giai đoạn này gọi là giai đoạn mà cái xem như là thận không, hầu như là không còn chức năng bài tiết nữa, với cái GFA nó chỉ còn khoảng 15. Đấy. Thì ở giai đoạn này thì hoặc là thẩm phân cái máu, đúng không, để giống như gọi là chạy thận nhân tạo đấy, hoặc là cái ghép thận ha. Đó. Một số cái bệnh lý bất thường có thể đó là một cái dấu hiệu để mình có thể biết được là cái bệnh lý bệnh thận mạn ha như thế nào. Thì trong đó chính là những cái dấu hiệu là cái protein niệu, đây là một cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng luôn, dấu hiệu cực kỳ quan trọng. Nó xem như là một cái chỉ dấu sớm ha, một cái chỉ dấu sớm của cái bệnh thận mãn tính không. Đấy. Mà cái chỉ dấu này chúng ta có thể hình dung cái vấn đề đó chính là gì, nó rất dễ để theo dõi, đúng không? Nó rất dễ để theo dõi là bởi vì cái này nó rất là thường quy rồi, nó nằm ở trong cái nó nằm ở trong cái xét nghiệm mà giống như là xét nghiệm về cái nước mình thôi, đúng không? Hoặc là cái thường quy mà chúng ta thường hay đi khám sức khỏe tổng quát vậy đó. Đấy. Rất có giá trị trong cái việc là cảnh báo sớm cho mình biết là ảnh hưởng của chức năng thận. Là bởi vì thông thường đó là sao? Thông thường thì cái protein này trong nước tiểu nó rất ít ha. Nó rất ít và thường là nó ở cái yếu tố vết thôi, có nghĩa là chúng ta có thể thấy được, thấy rất
rất ít, đặc biệt là albumin, đặc biệt là albumin ha. Ví dụ như là cái protein toàn phần á, thì có thể là nó nhiều ha. Bình thường là nó dưới 300, cái albumin nó còn thấp hơn nữa, còn khoảng 1/10 thôi ha, là dưới 30 nữa. Cho nên khi mà cái protein albumin này nó tăng lên chút ha, thì lập tức chúng ta sẽ phát hiện được là cái albumin này nó được thải trừ qua nước tiểu tăng lên. Điều này có khả năng là nghi ngờ ảnh hưởng có cái bệnh lý trên thận ha, đó là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể biết sớm được cái bệnh lý. Đi sâu hơn nữa là có thể là microalbumin, albumin rồi là microalbumin ha. Microalbumin chúng ta sẽ thấy như thế này nè, trong cái protein toàn phần thì nó không có, thấy không, trong protein hoàn toàn nó không có à, không à, trong cái protein hoàn toàn thì nó thấy nó không có đâu à, nhưng mà nếu như ở những người mà có albumin niệu mà cái thận bị hư nữa thì cái microalbumin này xuất hiện rất là nhiều. Một dấu hiệu rất hay để chúng ta có thể biết được cái điều đó. Ở cái này hình như cái này tôi để slide này nó ở phía sau mà nó nhầm lên phía trước, như phía sau nó cũng có đó. Hai chút nữa mình sẽ quay lại với nó. Đấy. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái cơ chế bệnh sinh bệnh thận mãn tính, bệnh thận mãn ha. Thì hồi nãy mình nói là cái đặc trưng của cái bệnh thận chính là cái sự giảm dần cái chức năng thận, đúng không? Tiến triển dần theo thời gian. Thì cái việc mà giảm dần cái chức năng thận, tiến triển dần theo thời gian đó chính là cái gì? Đó chính là cái sự tổn thương và mất dần những cái nephron, lọc cái trên thận một cách hiệu quả à, có nghĩa là giống như là nó sẽ chết dần những cái nephron, đúng không? Chết dần những nephron và dẫn đến là gì? Cái từ đó cái chức năng lọc của thận đó, bắt đầu nó giảm dần theo đó. Ha. Đây. Cái nguyên nhân có thể là gì? Cái nguyên nhân có thể là nguyên phát, có nghĩa là ngay tại thận mà nó sinh ra luôn. Nguyên phát ngay tại thận mà nó sinh ra luôn, thì thường là những cái nguyên nhân như là về di truyền ha, về di truyền hay là về những cái bệnh lý tự miễn á, là ngay tại thận nó xảy ra à. Đấy. Nhưng mà cái nguyên nhân mà tự miễn đó thì nó không có nhiều bằng những cái nguyên nhân mà gọi là thứ phát à, nguyên nhân thứ phát. Thứ phát có nghĩa là những cái bệnh lý ha, có những cái bệnh lý hay là những cái vấn đề không phải tại thận, nhưng mà vì những cái đó nó phát triển ví dụ như dòng bệnh lý nó phát triển, nó là càng ngày tiến triển nặng đi, thì bắt đầu nó ảnh hưởng lên trên thận, nó làm thúc đẩy nhanh cái quá trình suy giảm chức năng của thận, thì đó là bệnh thận mãn ha. Đấy. Thì những cái đó thì thấy nó nhiều hơn ha, những cái đó thấy nhiều hơn. Ví dụ như vậy, ví dụ như những cái biến chứng thứ phát mà đến từ những cái bệnh lý đó, điển hình luôn đó chính là cái bệnh đái tháo đường hoặc là cái bệnh tăng huyết áp à. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái những cái người mà người ta có cái bệnh bệnh lý đái tháo đường, là bệnh bệnh này là bệnh mãn tính ha, tăng huyết áp cũng là bệnh mãn tính này. Đấy. Thì có những cái bệnh mãn tính như thế này là đấy, kéo dài nhưng mà không kiểm soát được. Ví dụ như trong đái tháo đường thì mình phải kiểm soát đường huyết, đúng không? Mình kiểm soát về đường huyết. Đấy. Nếu không kiểm soát được, đến là nó dẫn đến là khoảng thời gian kéo dài như vậy, nó sẽ ảnh hưởng lên trên cái chức năng thận. Tương tự huyết áp cũng vậy, tăng huyết áp mà chúng ta không kiểm soát được huyết áp khoảng thời gian dài thì nó sẽ ảnh hưởng lên trên cái chức năng của thận, càng ngày nó sẽ càng suy giảm chức năng thận. Đấy. À. Và nếu như lỡ mà có trường hợp mà vừa đái tháo đường mà vừa tăng huyết áp, vừa đái tháo đường mà vừa tăng huyết áp, thì cái tốc độ mà thúc đẩy cái suy thận nó lại càng tăng nhanh hơn nữa. Nhưng mà cái điều này là điều không thể tránh khỏi ha, điều không thể tránh khỏi là bởi vì những cái bệnh lý ví dụ như là trên tim mạch nè, hay là bệnh lý liên quan
lên tới rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường hay rối loạn lipid huyết, thường nó hay đi chung với nhau lắm. Có nghĩa là khi có anh này rồi thì một khoảng thời gian sau, nếu như mà mình không kiểm soát, không tiết chế được thì nó sẽ xuất hiện những cái anh đó ở phía sau. À, đấy. Nó thường hay đi sau, đi đi chung với nhau như vậy. À. Đấy. Và nếu như mà nó đi chung với nhau như vậy thì nó làm cây là càng làm thúc đẩy cái tốc độ suy thận nó xảy ra nhanh hơn. Đấy. Hoặc là những cái tổn thương thận không thể phục hồi, ví dụ như là chúng ta sử dụng thuốc đi. À, chúng ta sử dụng thuốc, ví dụ như chúng ta sử dụng cái kháng sinh aminolycosis chẳng hạn, nó sẽ gây ra tổn thương trên cái nhu mô thận. À, đấy. Và khi cái tổn thương trên cái nhu mô thận đó thì dẫn đến là việc tổn thương một cách lan rộng thì nó dẫn đến là cái không thể phục hồi được trên cái chức năng của thận. À, cho nên những cái thuốc mà nó tác động, nó gây độc thận như vậy á, thì người ta thông thường thì nó sẽ chống chỉ định trong những trường hợp mà bệnh nhân có vấn đề về thận, có các bệnh thận chẳng hạn. Rồi một số cái bệnh lý khác mà chiếm một tỷ lệ ít hơn, ví dụ như những cái bệnh đa nang, rồi bẩm sinh hay dị tật bẩm sinh ở tại thận, hoặc là các bệnh lý về sỏi thận, viêm thận kẽ, vân vân ha. Đó, nhiều. Hoặc là các bệnh thận liên quan tới virus, virus gây suy giảm miễn dịch ở người, vân vân. Ở những cái đó thì nó là ít hơn, chủ yếu à, các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra nó làm thúc đẩy cái tổn thương thận mạn. Thì hầu như các yếu tố nguy cơ này á, một phần nó cũng gần giống giống như những yếu tố nguy cơ ở trên bệnh thận cấp tính nãy vậy đó, tổn thương cấp tính nãy vậy đó. À, ví dụ như độ tuổi nè, độ tuổi thì thấy có thể ảnh hưởng nhiều nè, à, rồi sinh nhẹ cân, rồi sắc tộc, à, thì thường nó, tất cả những cái này nó có liên quan với nhau. Tiền sử gia đình, nghĩa là tiền sử gia đình thì nó cũng có nhiều thứ lắm nha. Ví dụ như là tiền sử những cái người trong gia đình gần nhất với mình đó, mà có những người mà còn suy thận mạn rồi đó, thì có thể là những người kế cận đó có nguy cơ cao. Tại vì sao? Tại vì cái suy thận mạn này nó cũng một phần liên quan tới cái gọi là cái nếp nếp sinh hoạt trong gia đình đó. Nếp sinh hoạt trong gia đình đó. Cho nên là những cái người mà sinh sống trong cùng một nhà thì có thể là cái nếp sinh hoạt nó sẽ có một cái điểm chung nào đó, mà điểm chung đó có thể làm thúc đẩy cái bệnh lý nó giống nhau ha. Rồi trình độ văn hóa thì liên quan tới cái việc ý thức về bệnh thôi ha. Ý thức về bệnh, rồi ý thức về phòng bệnh, vân vân. Đó, trình độ văn hóa càng thấp thì nói chung là những cái này nó không đặc hiệu cho cái bệnh này đâu, mà nó là những cái yếu tố chung chung thôi. Rồi thu nhập gì đó vân vân, nhiều lắm, dịch tễ nhiều. À, chúng ta nhớ là các bệnh lý thúc đẩy nha. À, các bệnh lý thúc đẩy thì là đái tháo đường, tăng huyết áp là hai cái anh gọi là gì ta, gọi là hàng đầu đi, hàng đầu ha. Rồi viêm cầu thận thì cũng có, viêm cầu thận thì có thể là do tự miễn nè, hoặc là do thuốc, đúng không? Đấy, cũng có ha. Đấy. Rồi các bệnh do thuốc, rồi hút thuốc, béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid ha, vân vân, những cái bệnh thúc đẩy như vậy. Các cái cận lâm sàng mình cần theo dõi trong cái bệnh lý này đó là gồm những cái điểm. À, nói chung là thì nó cũng giống như cái là cái anh tổn thương thận cấp thôi, nhưng mà ở trong cái tổn thương thận mạn tính này thì cái eGFR này là rất là giá trị, à, rất là giá trị, à, rất là giá trị, là bởi vì á mình theo dõi nguyên một khoảng thời gian dài mà, thì cái eGFR này nó sẽ phản ánh được cái mức độ gọi là mức độ hoạt động của cái thận như thế nào ha. Đấy. Là mức lọc cầu thận mà. Đấy.
Cho nên là ở cái GFR khi mà người ta kiểm soát về vấn đề về bệnh thận mạng á, thì người ta luôn luôn theo dõi cái eGFR này liên tục ha. Và phải cố gắng làm sao cho cái việc suy giảm cái eGFR này nó tốc độ càng chậm càng tốt vậy đó ha. Đấy, dựa vào cái bài toán chúng ta nói về các giai đoạn đó ha, chúng ta nhớ cái chỉ số này. Rồi, đương nhiên là serum creatinine hay clear creatinine cũng rất cần để đánh giá cái anh GFR đúng không? Thì GFR đây. Dung ha. Đương nhiên là một phần nữa là cái eGFR này nó luôn luôn là một cái, hay là clearance creatinine này nó luôn luôn là một cái thông số để người ta có thể điều chỉnh liều các thuốc đúng không? Điều chỉnh liều các thuốc mà chúng ta sử dụng đó. Thì cái đó là cái thường quy nhất rồi. Còn như là trong bệnh thận mạng tính này thì cái eGFR này nó có giá trị theo dõi ha, theo dõi. Đấy, để chúng ta có thể điều chỉnh được những cái vấn đề liên quan tới ảnh hưởng đến cái eGFR này. Còn trong bệnh thận tổn thương thận cấp hồi nãy thì nó không nhiều giá trị lắm đúng không? Không nhiều giá trị lắm. Và về mặt điều trị thì người ta có thể chia làm ba hướng ha. Một là nếu như mà cái nếu như mà cái mức eGFR này nó nằm ở trong cái đánh giá là giai đoạn 1 và 2. À, giai đoạn 1 và 2 đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái eGFR này gần như bình thường hoặc là có hơi giảm một chút đúng không, có hơi giảm một chút đấy. Thì nói chung là ở mức này thì có thể nhẹ đúng không, có thể nhẹ, và chúng ta có thể tìm những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái tình trạng có thể ảnh hưởng lên cái tình trạng eGFR này giảm đó ha. Đấy. Đó. Và điều chỉnh nó, hoặc là trong cái quá trình này đương nhiên là phải có sự thay đổi lối sống như thế nào cho nó phù hợp nữa nha, chứ không phải là sống như bình thường ăn uống không có tiết chế hay là không vận động gì đó vân vân ha. Đó, đương nhiên là phải có sự điều chỉnh rồi chứ không phải là không ha. Ngoài việc tìm nguyên nhân để làm thay đổi nó, còn có sự tiết chế điều chỉnh lại lối sống chẳng hạn ha. Và theo dõi và xử trí nếu như mà có một cái biến cố bất thường xảy ra à, về việc giảm eGFR này. Nói chung là không có một cái điều trị đối với bệnh thận mãn tính ở giai đoạn 1-2 này, nó không có điều trị nào gọi là điều trị đặc hiệu đâu. Nó cũng giống như là cái anh cấp tính hồi nãy đó, cái việc điều trị chủ yếu là gì, à là điều trị cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái rối loạn này nếu như chúng ta xác định được, hoặc là hạn chế những cái biến chứng gây ra bởi cái sự rối loạn chức năng thận đó à, nói chung là điều trị triệu chứng đó. Rồi à, nếu như ở cái người mà giai đoạn thứ ba thứ tư thì ở đây chúng ta thấy là cái mức eGFR bắt đầu giảm nhanh hơn từ trung bình cho tới cao đúng không, giảm nhanh hơn và thường là kèm theo các bệnh lý như là đái tháo đường. Tại giai đoạn này thường được kèm theo các bệnh lý như đái tháo đường, cao huyết áp hay rối loạn mỡ máu gì đó ha. Đó. Đấy. Thì chủ yếu trong giai đoạn này thì cũng không có cái điều trị nào đặc hiệu đâu, tại vì cái tổn thương thận mãn tính hồi nãy ngay từ đầu mình nói là gì, là tổn thương không thể hồi phục mà, cho nên đó, là trong những cái trường hợp trong cái giai đoạn này cũng chủ yếu là điều trị những cái rối loạn liên quan mà nó có thể thúc đẩy cái tốc độ suy thận mà thôi. À, cho nên là điều trị các biến chứng nếu như có, và quan trọng nhất chính là điều trị các bệnh lý đi kèm này nè. Đó, ha, này, tại vì các bệnh lý đi kèm này nè nó nguy hiểm lắm, nó làm tăng cái tốc độ tổn thương thận lên rất là nhanh. Đấy, ha. Còn ở giai đoạn 5 á, giai đoạn 5 mà gọi là giai đoạn cuối thì mình mới có cái điều trị đặc hiệu hơn, đó là cái gì? À, đó là bây giờ thận hầu như là không còn cái khả năng lọc nữa thì mình thẩm phân thôi, thẩm phân hay là chạy thận nhân tạo đó ha.
đấy. Rồi hoặc là thay thận, ghép thận, đó là điều trị đặc hiệu, nghĩa là đây là đặc hiệu, là điều trị cái là khỏi luôn ha, ví dụ như vậy. Còn trên này là không thể đặc hiệu được các bạn, không thể ha. Đấy, tại vì cái cơ chế bệnh sinh đi rất rõ là nó tổn thương không thể hồi phục mà ha. Đấy, cho nên là các biện pháp trong điều trị chủ yếu là để làm chậm sự phát triển của bệnh, nhớ làm chậm thôi, không thể khỏi. À, cho nên là phải thường xuyên đánh giá cái chức năng của thận, à, để nếu như có những cái vấn đề gì xảy ra thì xử lý kịp. À, đấy. Rồi các rối loạn gây ra bởi các bệnh thận, à, hay là những cái bệnh lý mà có phải làm tăng nặng cái quá trình mà thoái hóa ở thận đó thì cũng phải được điều chỉnh, đúng không? Ví dụ như đái tháo đường, tăng huyết áp, rồi thay đổi cái chế độ ăn, vân vân. À, đó. Biện pháp như vậy. À, rồi một số cái điều trị các biến chứng như là tại vì còn cái bạn về cân bằng nước điện giải, rồi rối loạn thăng bằng axit ba, rồi thiếu máu gì đó vân vân, thì nếu như có xuất hiện thì cũng điều trị theo. À, đây, điều trị theo. Nhưng mà thường thì mấy cái rối loạn này nó khó nhận biết lắm, đúng không? Thường những cái rối loạn này nó rất khó nhận biết. Đó. Đó. Thường rất khó nhận biết. À. Chỉ sau khi mà nó bắt đầu nó phát triển thành một cái triệu chứng cụ thể ấy, thì chúng ta mới thấy nó rõ ràng thôi. Rồi. Thì trong điều trị cái tổn thương thận mãn tính này thì cái điều chỉnh chế độ ăn là cực kỳ quan trọng luôn. À, nó quan trọng không phải là chỉ có trong cái điều trị về cái bệnh cái tổn thương thận mãn tính đâu, mà nó cũng có lợi ích trong cái điều trị cái bệnh các bệnh lý tim mạch hay là đái tháo đường luôn, à, tăng huyết áp hay là đái tháo đường luôn. Đấy. Ví dụ như đối với bệnh thận mãn tính á, thì thường người ta sẽ chú ý vô cái lượng protein ăn vào, đúng không? Tại vì cái lượng protein ăn vào thì nó sẽ làm tăng cái serum creatinine lên, đúng không? Mà cái serum creatinine tăng lên thì cái nguy cơ tổn thương thận nó cũng sẽ tăng lên, hình dung ha. Đó. Cho nên là trong cái chế độ ăn mà để gọi là điều trị cho cái người mà có cái bệnh thận á, thì người ta sẽ chú ý vô cái lượng protein ăn vào. Không. Bên cạnh đó còn gì, ví dụ như nếu như mà có cái đái tháo đường thì đó là cái lượng tinh bột, đúng không? Lượng tinh bột được đưa vào. Rồi cái tăng huyết áp thì đó là cái lượng muối được đưa vào ha. Thì nói chung là điều chỉnh chế độ ăn thì nó luôn luôn là một cái phương pháp hiệu quả cho tất cả các bệnh lý. À, cho nên là khi mà điều chỉnh cái chế độ ăn thì nó có lợi ích rất nhiều, không chỉ riêng cái bệnh thận mạn mà còn có những cái bệnh lý kèm theo. À, vậy. Hình dung ha, đó. Tại vì cái protein niệu á, là hồi nãy tôi cũng đã nói protein niệu là một cái dấu hiệu dự báo rất là quan trọng cho bệnh thận giai đoạn cuối. À. Nhất là albumin niệu hoặc là cái microalbumin, à, đấy. Rất là quan trọng. Cho nên là ăn tiết chế cái protein thì nó có nhiều ý nghĩa. Thứ hai nữa là điều trị các bệnh lý tăng huyết áp thì chúng ta cũng biết rồi đó. Điều trị các bệnh lý tăng huyết áp thì nó có cái giá trị như thế nào trong cái điều trị tổn thương cái thận mãn tính này? À, đó chính là ngăn ngừa cái sự tổn thương tiếp tục trên cái thận, đúng không? Đó là bởi vì chúng ta cũng còn nhớ là gì, nó tăng huyết áp thì nó sẽ xảy ra cái việc là áp lực lọc ở cầu thận nó sẽ tăng theo, đúng không? Đấy, áp lực lọc ở cầu thận nó tăng theo như vậy thì dẫn đến là gì, ảnh hưởng trình phong. Đấy. À. Cho nên là về lâu về dài cái bệnh lý tăng huyết áp nó sẽ làm cho những cái nephron này trở nên gọi là thoái hóa dần và chết dần, cho nên là
nó được gọi là cái bệnh lý mà có thể là làm thúc đẩy cái bệnh thận mãn tính như hồi nãy chúng ta có nói đó. À, cho nên là khi mà ngăn ngừa cái mà cái điều trị cái bệnh lý tăng huyết áp này, có nghĩa là duy trì ở một cái mức huyết áp cần thiết, thì nó làm chậm đi cái tốc độ tiến triển của bệnh nhân. À, và cái này không phải là chỉ dành cho bệnh nhân có đái tháo đường hay không. À, đó, có nghĩa là bệnh nhân mà có CKD mà nó có đái tháo đường hay không đái tháo đường thì đều có lợi ích hết. Nói chung là giảm cái này đều có lợi ích hết. Nên giảm được cái gì thì tốt cái đó thôi. Rồi về cái huyết áp mục tiêu trong cái điều trị bệnh tăng huyết áp thì chúng ta nhớ là nếu như mà cái người bệnh người ta chỉ có một cái nếu như người bệnh người ta chỉ có một cái thì cái mức áp của họ thì thường là nó rất là dễ chịu, ví dụ như là nó từ chỉ cần dưới 140 90 đúng không? Đó, thì có thể cũng chấp nhận được. Nhưng mà đối với cái người mà có bệnh thận mạng cộng với lại bệnh lý tăng huyết áp á, thì cái mức huyết áp nó giảm một bậc. À, ví dụ như là 140 90 thì bây giờ ở bệnh nhân có CKD thì mức huyết áp của bệnh nhân nó phải là dưới 130 80 thì nó mới tốt cho bệnh nhân này. À, thậm chí là theo cái nghiên cứu mà MDRD đó, thì cái nghiên cứu đó có đặt cái người bệnh nhân mà có cái bệnh thận đó liên quan tới cái sự thay đổi cái chế độ ăn, thì người ta thấy được là trên những cái bệnh nhân mà có cái đạm niệu đó mà nó trên 1 gram trong 24 giờ đó, thì cái mức huyết áp hãy thấp hơn nữa là dưới 125 trên 75 thì nó lại có lợi hơn rất nhiều. Đấy. Đó giờ, có nghĩa là bệnh tăng huyết áp không thì cái mục tiêu nó sẽ khác. Nhưng có phối thận mạng có cái đạm niệu nữa thì nó lại ở một mức huyết áp khác nhau. À, lưu ý. Và các thuốc mà trong cái điều trị này á, trong cái điều trị ở đây chúng ta thường hay thấy đó là cái ức chế men chuyển hay là ức chế thụ thể angiotensin. Thì đây là hai nhóm thuốc, thì đây là hai cái nhóm thuốc này được khuyến cáo rồi ha, để dùng trong điều trị tăng huyết áp ở cho cái bệnh nhân có cái đái tháo đường hoặc có cái bệnh thận mãn tính. Đấy, không? Đây là hai cái nhóm thuốc được khuyến cáo dùng, bởi vì nó có một cái vai trò rất là tốt trong cái việc là hạn chế phá hủy dần tiếp theo những cái nephron do cái angiotensin đó. À, à vấn đề vậy ha. À, cái thuốc này thì sử dụng một trong hai nha, chứ không phải là phối hợp cả hai nha. Trong hai cái nào cũng được hết, chứ không phải là chỉ xài một loại đâu. Cái nào cũng được, tùy người bệnh nhân đó, người ta dung nạp cái thuốc nào. Tuy nhiên thì gần đây nó có một cái gần đây những cái nghiên cứu đó, cho thấy là gì trên những người bệnh nhân bị tăng huyết áp nha, trên những người bệnh nhân bị tăng huyết áp hay là có cái CKD hay là có đái tháo đường gì đó, thì cái sự kết hợp giữa cái nhóm ức chế men chuyển hay là ức chế thụ thể với lại một cái chạng kênh canxi NOD-DHB lại cho một cái tác dụng giảm cái protein niệu hiệu quả. Đương nhiên là nó cũng làm giảm huyết áp hiệu quả luôn. À, đây. Trước đây thì người ta chỉ khuyến cáo là đơn trị thôi, đơn trị thôi. Nhưng mà bây giờ gần đây thì những cái nghiên cứu chứng minh là phối hợp vô thì nó lại tốt hơn, nó có nhiều cái giá trị hơn, đặc biệt là cái giá trị trong cái việc ngăn ngừa cái tử vong liên quan tới các bệnh lý tim mạch bị thúc đẩy bởi cái tăng huyết áp hoặc là đái tháo đường hoặc là cái gì đó, cái bệnh thận mãn tính không. Đấy thì để giải thích cái chỗ mà tại sao mà cái ức chế thụ thể hay là ức chế men chuyển nó lại là một cái thuốc có giá trị, thì chúng ta quay trở lại cái hồi nãy mà tôi có nói đó.
Thì khi mà cái áp lực lọc này nó giảm ha, có nghĩa là khi áp lực lọc này nó giảm thì lập tức là cái gì, angiotensin 2 nó sẽ được kích hoạt. Hồi nãy tôi cũng đã nói rồi, angiotensin 2 nó sẽ được kích hoạt, và khi nó kích hoạt á, thì nó dẫn đến là nó co thắt cái mạch máu này lại. Cho nên ở đây áp lực đây giảm nhưng mà ở đây co lại, cho nên là nó sẽ đẩy cái áp lực ở trong mày nó tăng lên và nó duy trì được cái áp lực lọc, nhớ ha, là nhờ angiotensin 2 đó. Cái này là chính vì vậy mà trong cái cấp tính đó, cái tổn thương thần cấp đó, thì nó có giai đoạn 2 là giai đoạn thì lợi tiểu là tăng lại cái lượng dịch lọc nó tiểu đó ha, angiotensin 2. Nhưng mà về lâu về dài thì cái này nó cứ giảm hoài, tại vì ví dụ như là nó giảm lưu lượng máu đi vào là do ví dụ như suy tim, hay là do tăng huyết áp, hay là do cái gì đó vân vân ha. Thì những bệnh lý đó là bệnh, cho nên này nó cứ giảm hoài như vậy thì cái angiotensin 2 nó cứ co liên tục, mà co liên tục thì nó dẫn đến là gì, những cái nephron này nó trở nên càng ngày nó càng càng bị bất hoạt đi ha. Đấy, cho nên là những cái thuốc ức chế men chuyển thực tế là những cái thuốc mà sao nó làm giảm hoạt động của anh này, đúng không? Ức chế men chuyển là những thuốc giảm hoạt động của angiotensin 2 mà, lại làm giảm hoạt động của anh này đi. Mà khi làm giảm hoạt động của anh này đi thì nó làm giảm đi cái việc co những cái mạch máu này, cho nên là sao? À, nó sẽ hạn chế cái việc co quá mức là tăng cái áp lực trong này, đúng không? Đương nhiên là nó cũng làm ảnh hưởng lên trên cái GFR đó, đúng không? Ảnh hưởng lên GFR đấy, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà sao? Để giúp cho cái việc là giảm bớt ảnh hưởng của angiotensin 2 đi, để kéo dài cái việc hoạt động của cái nephron này. Chứ còn nếu như mà angiotensin 2 nó cứ tác động hoài, thì cái nephron này nó hoạt động một khoảng thời gian ngắn thôi thì nó sẽ mất chức năng, nó bị chết, nó bị hoại tử, đúng không? Đấy. Cái gì là giảm chút xíu cái GFR đi nhưng mà nó hoạt động liên tục, hoạt động lâu hơn ha. Chính cái cơ, ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng lên trên cái sự phóng thích cái aldosterone nữa, cho nên nó giải thải muối và thải nước, cho nên nó lại gây lợi tiểu, thì nó lại giúp hạ huyết áp. À, hạ huyết áp có nghĩa là nó có một cái cơ chế mà nó có thể lợi ích trong cái bệnh thận mạng cũng như là lợi ích ở trong cái bệnh bệnh tăng huyết áp ha. Đấy, cho nên người ta mới khuyến cáo đó. À, người ta mới khuyến cáo sử dụng. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải điều trị cái rối loạn lipid huyết, đúng không? Nói chung là có cái gì cứ điều trị đi. Tại vì tất cả những cái bệnh lý này nó có liên quan với nhau hết. À, nhưng mà trong cái bệnh lý rối loạn lipid huyết đó, thì thực tế nó cũng có nhiều lợi ích như là điều trị đái tháo đường hay là điều trị tăng huyết áp đâu. À. À, ví dụ như trong trường hợp điều trị rối loạn lipid huyết đó, thì nó cũng có thể cho thấy là làm giảm được cái tốc độ suy giảm cái eGFR cũng có thể ha, nếu như điều chỉnh. Hoặc là cái statin cũng có thể cho thấy là giảm được cái tác động của giảm cái protein niệu ha. Giảm cái protein niệu. Đấy. Nhưng mà thật ra những cái lợi ích này nó không có nhiều. À, những lợi ích này nó không có nhiều bằng cái lợi ích đặc biệt đối với những bệnh nhân có cái bệnh thận mạng và những cái nguy cơ mạch vành, cái bệnh mạch vành hoặc là nguy cơ cao bệnh lý tim mạch. À, cái này nó mới là quan trọng. Là bởi vì sao? Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta cũng biết là các bệnh lý tim mạch ha, các bệnh lý tim mạch nó sẽ là một cái nguyên nhân thúc đẩy cái bệnh bệnh thận mãn tính ha. Đấy, nguyên nhân thúc đẩy cái bệnh thận nguyên vành vành thì nó sẽ dẫn đến là nhồi máu cơ tim ha, hoặc là diễn biến một cách mãn tính nữa thì nó sẽ là gì, là suy tim ở sau này. Đấy ha, suy tim thì nó lại làm quay ngược trở lại đây, là nó là đẩy mạnh cái CKD lên đấy, hình dung ha. Rồi những cái nguy cơ cao các bệnh lý trên tim mạch khác nữa đấy. Cho nên là khi mà điều chỉnh rối loạn lipid huyết này thì nó làm giảm những cái nguy cơ này trên bệnh mạch vành hay nguy cơ trên bệnh lý tim mạch nói chung. Đấy. Từ khi nó giảm được cái này thì nó sẽ làm giảm những cái gánh nặng và tốc độ ở cái bệnh lý thận mãn tính này.
À, thì có nghĩa là nó giống như là nó trung gian hơi nhiều đó, đúng không? Nó trung gian hơi nhiều một tí. À, nó qua thêm một cấp trung gian nữa thôi chứ không gì trơn. Nhưng mà có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong trường hợp này thì điều chỉnh rối loạn lipid huyết thì nó lại có ý nghĩa trên các bệnh lý tim mạch nhiều hơn là bệnh thận mãn tính, nhiều hơn thôi. À, đấy. Nhưng mà có lợi ích trên cái bệnh lý tim mạch rồi thì nó cũng dẫn đến lợi ích trong cái bệnh thận mạng ha. À, với nhau mà. Đấy thì ở phía sau chúng tôi có để cho các bạn một số cái slide về tóm tắt lại các ý chính đó, ha, thì chúng ta cứ xem. Thì bệnh thận mạng nhớ ha, tổn thương tiến triển không hồi phục, đó là cái từ khóa của nó. Xác định dựa trên cái chức năng thận ha, như là eGFR, clearance creatinine, serum creatinine. À, bệnh đái tháo đường cực kỳ quan trọng, là nguyên nhân số 1 của cái bệnh thận mạng ở Hoa Kỳ, nhưng mà cũng ở ở trên thế giới nói chung luôn. Cho nên là kiểm soát được đường huyết là có thể làm chậm được tiến triển của cái bệnh thận mạng rất là nhiều và giảm được cái tỷ lệ tử vong. À, đây. Tương tự á, thì cái tương tự thì đối với các bệnh lý tim mạch ha cũng vậy. Đấy, bệnh lý tim mạch cũng vậy. Đấy, bệnh lý tim mạch là nguyên nhân số 1 của bệnh và tử vong ở bệnh nhân suy thận. À, đấy. À, cho nên là hai cái anh mà tim mạch nè và cái anh đái tháo đường là hai cái anh mà cực kỳ quan trọng. À, đấy. Cho nên là mình điều trị được hai anh đó rồi, à, thì cái tổn thương thận này nó cũng được giảm tốc độ đi đáng kể. Tuy nhiên là trong cái quá trình điều trị về đái tháo đường hay là tăng huyết áp thì phải để ý tới là cái thận này nó đang bị giảm chức năng ha, để sử dụng thuốc sao cho nó hợp lý, chứ không phải là cứ chậm chậm cái điều trị đái tháo đường, điều trị cái đường huyết hay là điều trị cái huyết áp mà chúng ta quên bỏ cái thận thì không được nha. Đấy. Đó, tăng huyết áp là nguyên nhân thứ hai so với cái anh đái tháo đường ha, cho nên là nhất nhì rồi, cho nên để ý tới đó. Đấy. Ngoài ra ngược lại, giống như nãy tôi nói là ngoài ra ngược lại CKD này nó lại làm tăng trở lại cái nguy cơ sơ vữa động mạch. À, tăng ngược lại cái nguy cơ sơ vữa động mạch, có nghĩa là nó ảnh hưởng qua lại với nhau chứ không phải là chỉ có một chiều đâu. Đấy. Cho nên là tôi nói là khi mà mình có một cái bệnh lý này thì một khoảng thời gian dài nếu như chúng ta không có bệnh bệnh lý nó tiến triển đó, chúng ta không có kiểm soát tốt thì nó sẽ diễn tiến tới một cái bệnh lý khác ha, thứ phát như sau. Đấy. Cho nên là trong điều trị thì người ta thường phải chú ý hết tất cả những cái vấn đề liên quan ha. À, thì cái này vừa nói rồi đó ha. Cái dạng hoạt hóa vitamin D thì giảm đó, thì phải chú ý vô cái canxi đúng không, canxi, và đặc biệt đó, là rối loạn canxi á thì nó cũng dẫn đến cái rối loạn về về tim mạch nữa ha. Ví dụ như là về cái các mảng xơ vữa đó, ngoài cái lipid ra nha, ngoài cái lipid ra thì những cái mảng xơ vữa đó có thể hình thành và được làm vững chắc bởi những cái canxi trong máu nữa ha. Đấy, cho nên là bệnh thận mãn tính nó cũng góp phần vào trong cái bệnh lý về tim mạch và ngược lại ha. Đó. Nó trao đổi qua lại với nhau vậy đó. À, bệnh cầu thận thường là do những cái cơ chế miễn dịch gây ra đúng không? Vậy. À, chung là những cái bệnh này đi sâu vào để nói chi tiết thì nó nằm ở bên bệnh học. Chúng ta chỉ nói về sinh lý thận, thận chức năng thận thôi. À, đằng sau thì mình có cái case, có một case, cái này có một case thôi. À, thì các bạn xem và chúng ta trả lời cái câu hỏi này nó dễ chứ không khó nha, chịu khó xem kỹ vô. Trả lời này à, thì
Đấy, thì chúng ta cứ về xem thôi.